Chào mừng quý vị bác sĩ đến với hội thảo khoa học cập nhật kiến thức kỹ năng về việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh viêm gan CV BC và gan nhiễm mỡ. Chuỗi hội thảo khoa học này được tổ chức bởi Bệnh viện Lê Văn Thịnh kết hợp cùng Tổ chức Liên minh Phòng chống viêm gan CV vì Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu chuyên sâu về gan trực thuộc Đại học Johns Hopkins. Chuỗi hội thảo sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, đó là 16, 19, 23, 26 và 30 tháng 9 năm 2024. Hình thức tham gia là trực tuyến trên nền tảng Zoom, thời gian bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ 30. Rồi, cảm ơn Lộc rất nhiều, cảm ơn Dịch Thủy Trang luôn nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, trước khi mà bắt đầu qua phần 2 thì mình xin trả lời một câu hỏi của một bạn mới gửi qua Zalo cho mình và nó liên quan tới phần 1. Thì bạn đó nó thắc mắc cái chữ người thân, tức là trong cái chỉ định điều trị mà đặc trị đó, thì có một câu là hễ cứ người thân có tiền căn xơ gan ung thư gan đó thì là phải chữa và chữa tích cực, mà thậm chí như Thu á là cũng chẳng thèm làm định lượng gì luôn, là điều trị luôn. Thì cái tầm quan trọng của cái chữ người thân nó ghê lắm nha. Thành ra mấy bạn thắc mắc là thân là sao ha. Thật ra mình cũng có một số những cái, nói chung là những cái guideline thì không có guideline nào mà mình thấy rõ ràng là ghi rõ gọi là định nghĩa, nhưng mà thông thường theo những cái gọi là những cái nghiên cứu nói chung, khi mà người ta gọi là quan hệ gia đình hay tiền căn gia đình á, thì thật ra người ta tính gọi là first degree thôi, tức là cha mẹ anh chị em ruột thôi, là mức độ quan hệ chặt tới mức vậy đó. Thì trong, nếu mà mấy bạn đọc những cái nghiên cứu á, mà tiền căn gia đình á, thì người ta chỉ điều tra tới đó thôi, chứ không có điều tra cô gì chú bác hay ông bà nội ngoại gì cả. Nhưng mấy bạn để ý, quan trọng á, mình nói chung là mình sống và làm việc theo pháp luật thì mình cứ bám từng câu từng chữ của cái phác đồ Bộ Y tế nhà mình đi, người Việt nói tiếng Việt đi, thì phác đồ Bộ Y tế nhà mình cũng chẳng có định nghĩa luôn ha, có để chữ thân thôi. Thân là đương nhiên mình phải hiểu là có quan hệ huyết thống, chứ giống như bố vợ mẹ vợ thì chẳng liên quan nha, mặc dù cũng phải gọi là người thân, tứ thân phụ mẫu, nhưng lại không liên quan, tức là không có liên quan gì huyết thống với mình hết. Mấy bạn phân biệt rõ hay cái chữ thân này, chúng ta ngầm hiểu là có, phải có quan hệ huyết thống với mình, có cái gen gì liên quan tới mình, chứ còn tứ thân phụ mẫu, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng thì là không có liên quan nha. Rồi, người ta không định nghĩa thì như vậy. Nếu một cái bệnh mà nó quan trọng tới mức mà mọi người đều tích cực điều trị, thì theo mình thật sự là tùy quý đồng nghiệp thôi, và tùy cái sự lo lắng của bệnh nhân thôi, thì mình vẫn, đối với mình thì mình vẫn xu hướng là mở rộng, tại không ai cấm mình mà, nên mắc gì mình không mở rộng để điều trị tích cực cho bệnh nhân, nhất là khi người ta đã có, ví dụ như cô ruột, cậu ruột của người ta mất việc ung thư. Ngay ở trong ngành của mình thì có một vị gọi là bậc thầy của mình luôn, chẳng may bị ung thư, và cái thầy này á, thì cha mẹ thì không bị ung thư mà ông chú bị ung thư đó. Thành ra mà mình cũng gặp một số bệnh nhân là có phát hiện rất là đặc biệt, mà may là nhờ có tầm soát định kỳ đó. Mình nhớ hồi cái cậu đó mới có hai mấy tuổi thôi, F01, tức là nhiễm chưa điều trị luôn, nhưng mà vẫn vẫn rà định kỳ mỗi 6 tháng cái thấy cái khối và thấy AFP nó hơi tăng, thì cuối cùng kiểm kỹ lại thì ung thư, mà đương nhiên rất là may là phát hiện kịp thời. Thì cái cậu đó cũng có một người dì ruột bị ung thư, vì chính vì cái người dì ruột cho nên cậu này cũng siêng lắm, tái khám định kỳ rất là đều đặn luôn đó. Thì qua những cái chuyện, nói chung là nó không thành nghiên cứu, không thành textbook, cho nên mình cũng ngần ngại, mình không có dám đưa vô hẳn một cái bài là mở ngoặc người thân gồm ai nha. Mình cố tình là lờ cái vụ đó để muốn hiểu sao hiểu, miễn là, mà mình xin lỗi, mình cũng quên ghi chú thêm là thân là phải có quan hệ huyết thống, chứ thôi nhiều bạn mở rộng thân là cha mẹ vợ thì nó hơi lãng xẹt ha. Rồi, tóm lại là tùy quý vị và cũng tùy bệnh nhân của mình, nhưng về nguyên tắc thì mình nên tích cực, nhất là khi người ta phát hiện thật sự có một cái người tương đối là nó khá gần á, chứ nó quan hệ xa quá, tức là gần là gọi là thêm một nhánh nữa thôi, tức là ví dụ như ông bà nội ngoại ruột hoặc là cô dì chú bác ruột đó. Thì thật ra mình gặp rất là nhiều những trường hợp nó rơi vô cái tình huống đó. Chứ còn gần nữa là cha mẹ anh chị em ruột thì nó quá first degree là nó quá ghê rồi. Nhưng mà thêm một nhánh nữa đi, tức là cô dì chú bác ruột hay là ông bà nội ngoại nha, thì mấy bạn cũng có thể, tại không đâu ai cấm mình, không ai định nghĩa, không ai cấm, cho nên mình cứ chữa thôi. Rồi vậy nha. Rồi bây giờ thì mình xin hôm trước thì mình có gửi cái phần trả lời, thì chắc là
không 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 thấy nhận thêm thông tin gì thì có lẽ là chắc là mấy bạn cũng cũng hài lòng về cái phần trả lời đó, còn nếu chưa hài lòng thì mấy bạn cứ việc phản hồi ha. Và hôm nay trước khi qua bài 2 thì mình cũng hơi quên quên hỏi cô Lộc là tình hình tất cả chúng ta đã làm xong cái bút test thứ nhất chưa và tất cả có đạt hay không. Lộc ơi, À, tất dạ cả đã làm tại hết bút vì test cái chưa? post test của viêm gan phần 1 ấy thì đến ngày 30 mình mới đóng cô ạ. Thành ra À là không bây không, nhưng giờ mà các bác cô hỏi ước chừng thôi, cô hỏi ước chừng chứ đâu có dạ đòi tại vì là mình không có giới hạn cái số lần làm đấy cô, nên là các bác cũng làm, ví dụ như là các bác, nhiều bác tâm sự riêng với em á, là các bác làm lần đầu tiên là có 2 câu đúng hoặc là 3 trên 6 câu thôi, sau đấy à. thì các bác không phục ạ. À, các bác mở À. lại tài liệu của cô, xem lại video của À. cô, sau đó thì làm được 5 trên 6 hoặc là 6 trên 6, các bác cũng có khoe về em rất là giỏi ạ. Dạ rồi, Dạ. vô cùng cảm kích khi nghe được cái thông tin này. Dạ. Thật ra mình hỏi để biết tình hình thế nào thôi, và mà đương nhiên là không có đóng link cho tới cái buổi cuối cùng, nhưng mà về nguyên tắc là trước khi mà phân tích đáp án thì sẽ phải đóng link. Và sau khi gọi là từ giờ tới đó nghiền ngẫm sửa sửa bao nhiêu cũng được, nhưng mà tới chừng đóng link phân tích đáp án rồi mà lỡ ai mà vẫn còn ấm ức thì chúng ta sẽ có cái phần phân tích đáp án để tiếp tục trao đổi nha. Nhưng mà mình tin là cho tới đó thì chắc ai cũng đạt là tất cả 100% thôi. Rồi, thôi bây giờ Dạ. cảm ơn Ngọc nha. Rồi bây Dạ. giờ thì để mình qua qua cái bài mới. Rồi, Lộc theo dõi giùm cô, có trục trặc gì báo cô liền nha. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, hiện À, tại hôm đang nay vẫn chúng hoạt ta động lại tốt. nói tiếp phần 2 là những điều mà còn vướng mắc về CVB, và kết thúc phần 2 vẫn còn vướng mắc nữa thì nói tiếp ha. Chúng mình sẽ không giới hạn nói cho tới khi nào hết những chuyện vướng mắc về mà cái con này phải con nói là nó phức tạp thiệt. Gần cả một đời mà mình vẫn còn thấy nhiều chuyện mình không hiểu về nó lắm, huống gì mà quý đồng nghiệp mà nhiều khi không phải là chuyên ngành nữa, cho nên là cứ sẵn sàng chia sẻ cùng học với nhau thôi. Đây là những cái phần vướng mắc còn lại mình gom trong ba bốn cái nội dung ha, tức là những cái hôm trước có giới thiệu những cái dấu ấn sinh học rồi nhưng mà thực tế xài nó làm sao ha, thì mình nói một chút. Rồi trong những cái trường hợp mà hôm trước có bạn hỏi đó là chưa có đủ tiêu chí điều trị thì theo dõi sao, rồi và những cái trường hợp đặc biệt nữa. Nãy giờ mình hôm trước mình chỉ nói những trường hợp viêm gan B cấp, viêm gan B mạn là chuẩn điển hình thôi, bây giờ những cái đối tượng họ có những cái bệnh lý khác thì chúng ta sẽ phải xử trí như thế nào, và cuối cùng là mục tiêu vô cùng quan trọng là phải làm sao bảo vệ cho tất cả những đứa bé sanh ra trên đời này sẽ không còn bị mẹ lây nữa, và tất cả những người phụ nữ dù mang siêu vi B vẫn tự tin là sẽ sinh ra được những đứa con khỏe mạnh không bị lây nhiễm nha. Rồi, em còn nhớ hay em đã quên? Chuyện này quan trọng lắm. À, tại vì mình khi quyết mình định điều trị cho người ta, thành ra là mình nhắc lại thôi, không không bắt mấy bạn phải trả bài liền, nhưng mà nhắc vậy để cho mấy bạn hình dung trong đầu là những cái chỉ định điều trị. Và lúc nãy mình có nói về một cái chỉ định điều trị mà một bạn thắc mắc đó, tức là chỉ cần có một cái người có quan hệ huyết thống nha mà bị ung thư gan, xơ gan thì đã là chỉ định điều trị rồi. Nói chung là tới cái Bộ Y tế 2019 thì họ cũng đã mở lắm rồi đó, nhưng mà tới WHO 2024 thì họ còn mở nhiều hơn nữa. Và 2024 thì tùy quý đồng nghiệp thôi, áp dụng thì tùy, tại vì Bộ Y tế mình chưa có mở tới mức này, mà quý đồng nghiệp điều trị theo mức này thì sẽ không được hưởng bảo hiểm ha. Thành ra mình muốn được hưởng bảo hiểm thì mình ráng nhớ kỹ cái Bộ Y tế 2019 và ráng bám thiệt sát vô đó để cho bệnh nhân được hưởng tối đa cái quyền lợi, tức là mình mở rộng tối đa trong cái phạm vi của Bộ Y tế 2019. Còn tới WHO 24 thì tùy, nếu mà bệnh nhân tích cực, bệnh nhân lo lắng thì mấy bạn vẫn có thể điều trị được theo cái hướng WHO 24. Rồi, chỉ định điều trị vô cùng quan trọng. Khi bạn quyết định rồi thì bạn phải biết là người ta sẽ đồng hành không biết bao nhiêu lâu với cái viên thuốc đó nha. Thành ra mình bỏ viên thuốc vô mình phải cân nhắc dữ lắm luôn á, nó mới rắc rối vậy ha. Bệnh nhân nào cũng sẽ hỏi bác sĩ kỳ quá đúng không, tôi mang gan về bình thường từ đời nào rồi, định lượng không biết bao nhiêu lần, dưới ngưỡng phát hiện mà bác sĩ cứ bắt tôi uống thuốc hoài, uống năm này qua năm kia, thậm chí cả chục năm.
phải nói thì sao, phải không? Mình phải có cái niềm tin rồi mình mới truyền đạt cái niềm tin đó cho người ta. Rồi có những người đi tới đích luôn, bác sĩ thấy là đủ tiêu chuẩn an toàn để ngưng đồ đó, nhưng mà vẫn cứ hẹn hò người ta đi tái khám nha. Sao khổ dữ vậy trời nha. Thì bác sĩ của mình cũng phải có tự tin là mình phải giải thích làm sao cho bệnh nhân tâm phục khẩu phục để quay trở lại gặp mình đi tái khám nha. Rồi và có những cái mới này thì thật ra là mình cũng để chia sẻ với quý đồng nghiệp thôi, chứ thật ra thì những cái mới này mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Tại vì là làm ở bệnh viện công, mình cứ bám theo bảo hiểm y tế thôi, cho nên cái gì bảo hiểm cho thì mới dám làm và rất là tiết kiệm. Rồi bây giờ cái hình này rất rất là hấp dẫn, rất là nhiều thứ và rối rắm trong này, thì lúc trước mình có trình bày sơ cái hình này rồi đó, nhưng bữa nay thì mình xin nhắc lại và xin hết sức tập trung nha. Cái hình này, cái hình này sẽ giải đáp rất nhiều những câu hỏi. Thì chúng ta hình dung đây là cái con, một đây là gọi là cái thể đen toàn vẹn của con CVB đó, tức là nó thực sự nó là một con CVB đó. Thì khi mà nó xâm nhập vô cái tế bào gan, thì cái lõi DNA của nó sẽ được biến đổi, nó vào nhân tế bào nó biến đổi, nó thành một cái chuỗi gọi là DNA CCC. Cái này mới là toàn bộ cái sự rắc rối cuộc đời của nó, tức là cái này là một cái khuôn mẫu để tổng hợp ra rất rất là nhiều những cái sản phẩm. Và trong đó cái sản phẩm hàng đầu quan trọng, tức là nó thông qua cái genome RNA men sao chép ngược, nó tạo ra một cái chuỗi DNA mới của con CVB, và cộng thêm nhiều thành phần khác thì nó ra một cái thể đen toàn vẹn, tức là nó ra một con CV toàn vẹn phóng thích ra khỏi cái tế bào gan và tiếp tục đi tấn công những cái tế bào gan khác. Thì đây là cái quy trình quan trọng để mà con CV nó tăng sinh. Và khi khi mà nó đã hình thành cái chuỗi DNA mới của nó do cái men sao chép ngược này rồi đó, thì cái chuỗi này nó lại tái nhập lại trong cái nhân tế bào và nó lại tạo lên một đám DNA CCC mới nữa nha. Đó, mình thấy cái đường này là đường nguy hiểm và quan trọng nhất đó, quyết định toàn bộ cái chuyện tăng sinh của con CV là nó là cái đường này, tức là thông qua cái genome RNA men sao chép ngược rồi tạo nên chuỗi DNA cộng thêm gắn vỏ gắn gì vô tạo ra một con quan trọng. Và ngay từ cái khâu mà nó tổng hợp xong chuỗi DNA thì nó đã tái xâm nhập vào cái nhân tế bào đó để nó tạo thêm những cái DNA CCC mới nữa. Rồi rồi bên cạnh cái chuyện này thì quý đồng nghiệp cũng thấy đó, tức là cái này nó là men là cái khuôn để nó chép, nó tạo ra đủ thứ HBC array nè, HBE array nè, HBS array nè ha, rồi còn mấy cái lòng dòng này nữa thì nó tạo ra gọi là cái P22CR. Thì rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ từ cái khuôn mẫu này. Như vậy khi mà chúng ta cho bệnh nhân uống thuốc thì chúng ta làm được chuyện gì? Đây. Điểm duy nhất mà cái thuốc gọi là những cái đồng phân nucleotide là entecavir và tenofovir mình cho bệnh nhân uống á, nó chỉ chặn được cái khúc này thôi, tức là nó chặn được cái men sao chép ngược. Như vậy khi nó chặn men sao chép ngược thì sẽ không tạo ra được, nó không sao chép từ cái RNA này, nó không sao chép ngược, nó không tạo ra được DNA của con CVB, và đương nhiên nó không thể nào tạo ra được con CV mới ha. Rồi và như vậy nó không tạo ra được cái chuỗi DNA nữa thì nó cũng không có đứa nào để tái xâm nhập vô trong cái DNA CC này nữa. Đây là chúng ta ngăn chặn ở đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình điều trị bỏ thuốc vô thì mình thấy ngoạn mục là 6 tháng, cho dù là ban đầu tải lượng siêu vi DNA HBV đó, DNA là này đó, nó tổng hợp đó. Khi bị chặn như vậy thì DNA HBV từ cả trăm triệu cả tỷ trong vòng 6 tháng 1 năm là biến mất sạch, định lượng là dưới ngưỡng, đúng không? Rất là ngon lành. Thế nhưng bệnh nhân vẫn cứ, nếu là HBR dương thì vẫn còn HBR và HBS thì vẫn cứ còn. Tại vì sao? Nó chẳng có lối à. Còn những lối này thì nó vẫn tiếp tục nó tổng hợp. Thành ra chúng ta cho uống thuốc, chúng ta chỉ chặn được cái tạo DNA, tạo ra một con CVB hoàn chỉnh thôi. Nhưng mà nó vẫn tạo ra tung tăng, vẫn thấy HBR dương, vẫn thấy HBSR dương, và nguyên cái phức hợp này, tức là HBCR đương nhiên là nó vẫn cứ ngời ngời ở đó. Như vậy cái vai trò điều trị ở chỗ nào? Nếu chúng ta kiên quyết duy trì thuốc chặn đứng con đường này thì bước thứ nhất rõ ràng có lợi là gì, nó không sinh sôi nảy nở thêm những con siêu vi khác để đi tấn công những tế bào gan khác nữa, thì đúng là quá có lợi rồi, đúng không ạ? Cái lợi thứ hai là gì, là nó không tạo thêm được một đứa DNACC nào nữa, nó có nhiêu đó xâm nhập vô đó, nó muốn tạo ra nó sao chép gì là chuyện của nó, nhưng mà nó không có lực lượng, nó không được
bổ sung thêm, nó không được tăng thêm tân binh viện binh gì cả, nó có nhiêu đó thôi. Và khi nó bị chặn đứng cái nguồn nguồn tăng ta nguồn tăng viện rồi, nó tồn tại như vậy thì chính cái hệ miễn dịch của cơ thể mình sẽ khống chế dần dần nó, tại vì bây giờ chưa có thuốc nào trị được thẳng tới nó cả, cái thuốc này không có đụng chạm gì được tới nó hết. Nhưng mà chính cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình, nó gọi là cái của trời ban á, thì chỉ có cái hệ thống miễn dịch của mình thì nó sẽ khống chế. Và bước đầu là nó sẽ không trước không dễ gì nó làm mất được cái này đâu quý đồng nghiệp, nhưng mà nó khống chế được cái hiện tượng sao chép, tức là khi mà mình đã chặn bớt phần nào rồi thì cái hệ thống miễn dịch mình nó làm phần còn lại, là nó ngăn chặn được cái sự sao chép. Thì nếu ngăn chặn được đủ hiệu quả thì nó không sao chép, nó không tạo ra được cái HB EAG nữa, đúng không? Tức là chúng ta điều trị bệnh nhân cho tới một lúc nào đó ức chế siêu vi dưới ngưỡng kiên trì 1 năm, 2 năm, 5 năm, 6 năm gì đó, cho tới một ngày đẹp trời đó chúng ta sẽ thấy HB EAG nó không còn nữa, tức là cái hoạt động sao chép của cái DNACC nó đã được ngưng, nó đã được hạn chế ở cái mức đó rồi. Và đẹp hơn nữa là gì, tới một ngày đẹp trời nào đó thậm chí hắt bé nó lên nó cũng không có luôn, chứng tỏ là cái hoạt động sao chép của này nó đã xuống tới mức thấp thấp, thấp rồi ha đó. Nhưng mà nó mất hẳn thì cũng khó lắm, tại vì vài hôm trước với đồng nghiệp còn nhớ cái hắt bé ra lên này nó còn do một đứa nữa, đứa này còn ghê gớm hơn, tức là DNA HPV mà nó tích hợp trong cái chuỗi DNA của ký chủ, tức là của con người mình luôn, thì cái đó lại càng cực kỳ khó xử nữa. Nhưng mà cái đứa mà gây rắc rối là cái đứa DNACC này, bởi vì nó tạo ra con siêu vi nguyên vẹn để nó tấn công nha. Rồi như vậy thì nếu chúng ta càng kiên trì duy trì cái ức chế này thì hy vọng chúng ta sẽ ức chế được cái hệ miễn dịch của mình, nó sẽ làm việc, nó ức chế được cái mức sao chép của này xuống tới mức thấp nhất, xuống tới mức thấp nhất, và có thể chúng ta đạt được là mất HBE hay là mất HBS, thì tới lúc đó coi như là ngưng trị an toàn. Ngưng trị an toàn bởi vì cái này nó có thể nó còn đó, nhưng mà nó không có, nói chung nó không hoạt động, nó không sao chép gì ra nữa, thì lúc đó chúng ta buông cái này ra thì nó đã ngắt ngoải rồi, nó hết sao chép, những đứa này thì nó cũng đâu sao chép ra DNA nữa, đúng không? Vậy chúng ta buông được cái này, tức là buông cái ức chế men sao chép được thì nó cũng không sao chép ra DNA nữa, thì cái đó coi như là chúng ta ngưng trị thành công đó, nên ngưng trị thành công an toàn. Rồi ngược lại trong thực tế quý đồng nghiệp sẽ gặp rất là nhiều những bệnh nhân là uống cái thuốc này ức chế DNA dưới ngưỡng được 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, xong rồi chủ quan bỏ ha, thấy là tôi khỏi bệnh rồi, bác sĩ vẽ chuyện quá, bắt tôi uống thuốc hoài chán không gặp bả nữa. Rồi hậu quả là gì, chừng 3 tháng thôi đang từ dưới ngưỡng là DNA nó bỏ cái là nó bùng lên, nó sao chép bùng lên, nó tạo ra một cái lượng siêu vi rất là kinh khủng, 10 mũ 4, 10 mũ 5, thậm chí là cả cả 10 mũ, 10 mũ 8, tức là cả 100 triệu, có những trường hợp nó bùng lên tới mức như vậy đó. Và hậu quả là gì, khi mà công trình ngăn chặn biết bao nhiêu lâu, cái DNACC này nó đã mòn mỏi dần dần, nó 5 6 năm nó đã mòn mỏi dần dần, nó đã được khống chế dần dần, thì mở cửa xả cản một cái là nó nhân lên cả đống siêu vi và cả đống đứa tái xâm nhập lại, đúng không? Là một đống viện binh DNACC nó ào vô nhân nữa, trời ơi coi như là nhìn cảnh con đổ sông đổ biển, công trình điều trị bao nhiêu năm nếu mình nhìn ở cái khía cạnh đó sẽ thấy như đổ sông đổ biển hết, là coi như phải bắt đầu lại từ đầu. Chính vì vậy khi mà mình theo dõi những bệnh nhân mà khi mà họ bỏ trị đó, mình đưa cái bằng chứng định lượng DNA cho họ thấy là đang dưới ngưỡng bao nhiêu năm nay mà bây giờ lên 10 mũ 4, 10 mũ 5 hay hơn nữa đó, là xóa sổ, em điều trị 5 năm, 6 năm là coi như zero. Bây giờ tôi bắt đầu đếm lại từ tháng thứ nhất, mà còn ghi thêm 2 la mã, tức là đợt 2 tháng thứ nhất. Mà nếu mà lần tầng tới tháng thứ mấy mà bỏ trị nữa lại đếm lại từ đầu đợt 3 tháng thứ nhất. Những người mà đi như vậy cả cuộc đời không bao giờ hết bệnh, không bao giờ đi tới đích nha. Còn những người mà họ tuân thủ á, tức là từ tháng thứ nhất đi hoài thì họ sẽ tới đích. Mình phải củng cố, mình nói cho bệnh nhân hiểu tới mức đó, và tí nữa mình sẽ giới thiệu cho đồng nghiệp biết là có những bệnh nhân đi tới đích liền nha, tức là họ kiên trì, họ hiểu vấn đề và họ kiên trì đi cho tới đích. Đích là gì, cho tới một ngày nào đó cái thằng này nó cũng bị kiệt quệ mòn mỏi, thậm chí nó không tạo ra nổi HBS nữa, tức là hoạt động sao chép của nó vô cùng thấp, thì lúc đó mình mới coi như là ngưng trị an toàn nha. À, nhớ nhớ cái bài này để mà hù dọa bệnh nhân cho họ hiểu là điều trị 6 năm 7 năm mà ngưng là coi như đổ sông đổ biển hết 7 8 năm đó, điều trị lại từ đầu. Rồi, đây cái mục tiêu, cái chặng đường điều trị của mình thì đơn giản nhất, khi chúng ta bỏ thuốc vô thì nó sẽ ức chế, nó sẽ không tạo ra được cái DNA nữa. Thì trong này đây là mạch máu nè, thì trong này nó có lằng tằng mấy thứ gì là HBSR còn dương tính, hoặc là những cái mà những cái gọi là những cái dấu ấn sinh học khác thôi, ví dụ như prisionome này nọ thành phần vậy thôi, chứ không có DNA nữa nha. Khi mà chúng ta dùng cái ức chế này thì không có DNA, và
trong tế bào gan thì đương nhiên cả đống là DNA-CCC, và cái thể đây là cái thể tích hợp DNA tích hợp thì vẫn còn cả đống. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ vẫn dùng cái thuốc để ức chế thì chắc chắn không có con siêu vi nào mới được tạo ra, nguyên vẹn tạo ra nữa. Thì cái chuyện này rất dễ, chúng ta rất là dễ đạt được ha. Trên 90% bệnh nhân điều trị lâu dài là chúng ta đạt được cái này, và mình nói là dễ lắm, thậm chí là 1-2 năm là đã đạt được rồi. Cái bước thứ hai là điều trị khỏi một phần. Bước thứ nhất là chúng ta đạt ức chế siêu vi, và nội cái đạt ức chế siêu vi này thì chúng ta đã giúp được bệnh nhân rất là nhiều rồi đó, tức là giảm hết được mọi những cái biến cố tới mức thấp nhất, những cái biến cố có thể diễn tiến xấu sơ gan, ung thư gan, thì đạt được cái mức ức chế siêu vi thì đã là tốt rồi, đã đạt được cái mục tiêu đó rồi. Nhưng mà nếu tốt hơn nữa là đáp ứng gọi là chữa chữa khỏi được một phần, lúc đó thì không cần dùng thuốc này nữa, không cần dùng thuốc nữa, nhưng mà siêu vi B nó vẫn không có tăng sinh, tức là DNA nó không tạo ra những thứ khác, nó còn y chang vậy, nhưng mà nó vẫn không tạo được cái con phi siêu vi mới, một cái thể đen toàn vẹn. Thì ở đây chúng ta coi như là thành công được một phần, và cái này thì rất là hiếm, khoảng 20% thôi, tức là những trường hợp mà HBeAg dương rồi đạt chuyển huyết thanh, quý vị lúc đó là HBsAg nó vẫn còn trong máu mình thử vẫn còn dương tính á, nhưng mà duy trì 1 năm sau khi đạt chuyển huyết thanh rồi quý đồng nghiệp ngưng trị, thì cũng một số trường hợp may mắn là nó vẫn ổn định, nó không có tạo ra được cái DNA HBV để tạo ra con siêu vi mới, thì cái này là dưới 20% may ra có thể, nhưng mà rất là vô cùng mong manh và cần phải theo dõi tái phát, bởi vì nó rất là dễ bị tái phát trở lại, chúng ta phải theo dõi rất là kỹ. Rồi bây giờ tới cái niềm mơ ước, phải nói là niềm mơ ước và cũng có thể đạt được, đó là khỏi về chức năng, tức là trong mặt trong máu chúng ta không tìm thấy HBsAg nữa, HBe nó chuyển âm, thậm chí là nó có anti HBe luôn, HBsAg nó chuyển âm, thì cái này chỉ là dưới 10% may mắn thôi, tức là 100 bệnh nhân mấy quý đồng nghiệp điều trị thì khoảng là dưới 10 người may mắn có thể đạt được cái này sau một cái chuỗi dài dài điều trị ha, rất hiếm đi, nhưng mà nó vẫn còn nguy cơ tái hoạt, bởi vì sao, nó vẫn còn DNA-CC, nó vẫn còn cái thể tích hợp ở trong trong tế bào gan ở đây. Rồi mơ hơn nữa, tức là hủy diệt được, mất luôn DNA-CCC ha, đó là chúng ta gọi là chữa khỏi gọi hoàn toàn đó. Thì cái này rồi tới một mơ hơn nữa, mơ xa hơn nữa là chẳng những không có DNA-CC mà cũng không có cái thể mà nó tích hợp trong cái DNA của ký chủ nữa, đó là coi như là sắp trùng luôn ha, là niềm mơ ước xa vời. Bây giờ ha, cái mơ ước nhỏ nhoi của mình nó nằm ở chỗ này thôi, tức là chữa khỏi cơ năng, nhưng mà cả thế giới mình bây giờ vẫn còn đang đang điên đảo ha, chưa có đạt được tới mức này, cho nên là hai cái chuyện mà khỏi hoàn toàn với sạch trùng coi như là một mơ ước xa xôi. Thì dù sao chúng ta cũng nên xác định cái mục tiêu của mình ha, thì đó cái ở cập nhật nhất là WHO 24 họ cũng đã nói rõ ràng bây giờ cái mục tiêu điều trị mà có thể cải thiện được sống còn và chất lượng sống, đừng có dẫn tới biến chứng á, thì có thể đạt được, chỉ cần là ức chế dưới ngưỡng thôi, ức chế siêu vi dưới ngưỡng thôi. Nhưng mà cái chuyện mất HBsAg mà chuyển đổi huyết thanh thì vẫn được coi là một cái tiêu chuẩn, gọi là cái tiêu chuẩn gọi là chuẩn để mà ngưng được cái thuốc điều trị, bởi vì cái thuốc điều trị nucleotide của mình á thì nó chỉ ức chế được cái tăng sinh siêu vi chứ nó chẳng đụng đụng chạm gì được cái DNA-CC cả, và vì vậy người ta đang nói tới là nếu mà muốn điều trị có thời hạn, tức không phải là gọi là long life suốt đời chẳng hạn vậy, thì chúng ta phải có những cái bằng chứng gì đó để mà chứng minh là cái DNA-CCC cái hoạt động này nó đã xuống thấp ha, thì đó là người ta nghĩ tới những cái vai trò của những cái dấu ấn sinh học mới, làm sao cho thấy được là cái hoạt động thể hiện được cái hoạt động sao chép của DNA-CC nó đã xuống thấp nha. Tức là đương nhiên lý tưởng là mất HBsAg, nhưng mà đôi khi HBsAg nó cũng khó mất quá, thì người ta hy vọng là ngoài cái chuyện mất HBsAg thì liệu chăng chúng ta có thể dựa vô những cái dấu ấn sinh học mới, nhưng mà nó cũng là một cái chỉ điểm là cái DNA-CC nó đã giảm cái hoạt động sao chép chưa đó. Thì ở đây nó có một vài cái người ta cho gọi người ta minh họa cho mình thấy cái sự tương quan ha, giữa cái HBsAg và cái DNA là sự DNA, sự nhân lên của con siêu vi. Thì người có một chuyện rất là lạ là trong những trường hợp mà mới nhiễm á, thì người ta thấy là cái nồng độ HBsAg và nồng độ HBDNA nó gần như là nó tuyến tính, nó tương quan với nhau đó. Thành ra quý đồng nghiệp nhớ lại trong cái điều trị siêu vi B cấp á,
người ta không có đếm xỉa gì tới định lượng CVP hết, với dòng nghiệp chí việc điều trị tới mất HBRG là được, tại vì thật ra là nó có tương quan mà mất được HBSRG là quá lý tưởng rồi đúng không, là coi như là cái DNACCC là nó phiên bản không đáng kể rồi, là coi như ngưng trị an toàn rồi. Còn đối với những cái mãn tính thì chúng ta thấy là nó chả liên quan gì, thì cái này là thực tế quý đồng nghiệp cũng thấy đúng không ạ. Mình cho bệnh nhân uống thuốc định lượng HBV DNA nó dưới ngưỡng từ đời nào rồi, nhưng mà ngó lại HBSRC thì nó vẫn cứ cao vòi vọi ha, nó chẳng liên quan gì. Và chính vì chuyện đó cho nên quý đồng nghiệp phải phải nhớ là chúng ta đừng có trả lời với bệnh nhân mà dựa vô quá tin vào cái định lượng DNA HBV nha. Thì chúng ta lưu ý trong trường hợp nếu chưa điều trị nha, trong trường hợp này cũng quan trọng lắm, tức là những trường hợp mà chúng ta đang theo dõi chưa điều trị đó, nếu quý đồng nghiệp thấy một người ha, nếu mà HBAR dương thì chúng ta biết rồi, giai đoạn dung nạp miễn dịch thì cái tải lượng DNA nó cao, cái đó là ai cũng phải biết ha. Rồi nhưng mà cái chuyện này nó mới hơi lấn cấn nè, tức là khi mà HBAR nó đã âm và cái tải lượng SUVB nếu quý đồng nghiệp làm định lượng mà nó dưới 2.000 thì nói theo định nghĩa dưới 2.000 là coi như nó tăng sinh không đáng kể rồi đúng không, HBAR âm mà cái tải lượng SUV dưới 2.000 là coi như là giai đoạn mang gan đương nhiên bình thường, chỗ này chưa điều trị mang gan bình thường thì coi như là giai đoạn nhiễm không hoạt tính đúng không ạ. Thì trước đây nếu chúng ta nhìn vô cái này chúng ta thường nói bệnh nhân là ổn đó, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ hơn một tí là nếu thêm chúng ta có một cái bằng chứng, cái này là định lượng nha quý đồng nghiệp, mình thấy đơn vị là IU ml á, là mình biết là định lượng, chứ còn cái S trên CO của mình nó là định tính thì không có đủ để mà kết luận gì đâu nha. Cái số 1.000 này là định lượng, là IU ml đàng hoàng thì mới dựa vô đây nói chuyện được. Thì người ta thấy là nếu những cái trường hợp mà trước đây chúng ta gọi là nhiễm không hoạt tính, tải lượng đã dưới 2.000 rồi, HB đã âm rồi, nhưng mà quý đồng nghiệp thấy cái định lượng mà nó trên ngàn á, có nhiều người định lượng 2.000, 3.000 luôn á, IU-ml á, thì xin thưa là nó thể hiện chuyện gì? Nó thể hiện cái chuyện là coi chừng cái đám tích hợp á, cái HBRG mà tạo từ cái thể tích hợp á là nó hoạt động dữ á. Tại vì cái đám DNACCC thì nó tạo ra cái DNA-HBV, nhưng mà cái đám tích hợp thì nó không tạo ra đó, nó chỉ có HBRG thôi, mà cái đám tích hợp đó thì nó liên quan tới ung thư ha. Và chính vì vậy nếu những trường hợp mà tải lượng SUV thấp nhưng mà cái HBSRG nó cao thì quý đồng nghiệp phải cẩn thận tầm soát ung thư, cái nguy cơ ung thư nó tăng rất là cao ha, ở đây cái chỉ số nó là tới 13, tức là tăng lên dữ dội như vậy đó. Rồi một cái mốc thứ hai quý đồng nghiệp lưu ý nữa là 100, tức là nếu mà ở những người HBEAG dương mà họ đạt được chuyển đổi huyết thanh á, họ đạt được chuyển đổi huyết thanh khoảng chừng 1 năm mà chúng ta thấy cái định lượng HB, tại vì chuyển đổi huyết thanh rồi mất HBEAG thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ theo dõi tới tới HBS đúng không, trong cái bài mà theo dõi điều trị á, thì chúng ta nhớ mất cái này theo dõi cái kia, thì HBSAG mà nếu nó dưới được 100 thì nó sẽ có tiên lượng là một cái sẽ thải trừ CV và thải trừ được hoàn toàn HBSAG. Nhưng mà trong cái hình này thì mình tâm đắc nhất với đồng nghiệp là cái chuyện này, tại vì chúng ta hay hay bỏ sót lắm, chúng ta hay nói bệnh nhân ở yên mà không sao đâu, đừng có nói người ta không sao rồi cuối cùng người ta có sao là nó khổ dữ lắm nha. Tức là những trường hợp này chúng ta nói tạm thời là siêu vi nó không có tăng sinh đó, chưa tôi chưa có điều trị đó, nhưng mà vẫn có tiềm tàng nguy cơ ung thư, cho nên chịu khó ghé lại để kiểm tra. Tí nữa mình sẽ nói rất là kỹ về cái chuyện là chưa điều trị thì mình phải xử trí như thế nào. Rồi còn nếu mà đã được điều trị rồi thì cái định lượng này nó có ý nghĩa gì? Thì cái định lượng ở cái thời điểm này nè, mình chỉ xin đồng nghiệp chú ý ở đây người ta nói rất là nhiều chi tiết ha. Cái ở phía trên đó thì nó liên quan tới điều trị PET interferon thì mình đã không dùng rồi. Cái mốc 1.000 thì là nó nói là tiên lượng, nếu mà cái thời điểm mà ngưng trị mà nó dưới 1.000 thì tiên lượng là sau đó có thể thải được ha, thải được, nhưng mà thiệt sự là mình không dám tin cái này đâu quý đồng nghiệp nha. Còn cái này nữa là nếu dưới 100 mà khi quý đồng nghiệp kết thúc điều trị ha, kết thúc điều trị mà cái định lượng nó dưới 100 thì thậm chí người ta nói là nó cái khả năng mà nó tái phát rất là thấp, nó tái phát rất là thấp, đó là theo những cái nghiên cứu. Và ở đây cái ngưỡng phát hiện đây là cái định lượng gọi là định lượng cổ điển thôi, định lượng thông thường cổ điển, cái ngưỡng phát hiện là 0.05 IU/ml nha, cái ngưỡng phát hiện là như vậy. Rồi thì ở đây người ta khuyến cáo là thậm chí có nhiều người nói là dưới 100 là đã có thể ngưng trị được. Thì nếu quý đồng nghiệp nhớ lại cái phần trình bày trước của mình trong Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng có nói đó, tức là những cái trường hợp mà nếu mà ngưng trị trước khi mất HBSAG thì chúng ta sẽ có thể nhìn vô cái định lượng HBSAG để chúng ta có thể mạnh dạn ngưng trị, tức là nếu mà dưới 100 hay là dưới 10 thì có thể mạnh dạn ngưng trị, bởi vì nó hy vọng là nó ít bị tái phát.
nhưng mà mình cũng bỏ thêm chữ cho quý đồng nghiệp là cẩn thận, tại vì trong thực tế mình đã gặp nhiều nhiều bệnh nhân, thậm chí là cái cô đó điều trị tới 10 15 16 năm rồi. 15 16 năm ổn định, rất là ổn định, và cái H tới mức định lượng QHBSAR của cổ, cổ là HBR âm á, thì cái HBSAR của cổ cái thời điểm là định lượng nó chỉ còn khoảng sắp xỉ mười mấy 20 gì đó thôi, mình nhớ là một con số rất là thấp. Thì thấy cổ uống lâu quá rồi mình cũng hăm hở muốn áp dụng thử cái khuyến cáo này cho cổ ngưng, nhưng mà vẫn dặn thận trọng là phải theo dõi sau khi ngưng trị. Thì cổ mà ngưng là hôm trước mình nói nó quý đồng nghiệp là ngưng trị đừng có dại dột mà cho 3 tháng đâu, mỗi tháng chịu khó thử lại men gan nha, tại men gan nó rẻ bèo à. Mỗi tháng thử lại men gan thì cô này tới tháng thứ hai là đã thấy men gan cổ tăng lên tới cả 100 mU rồi, lập tức định lượng lại liền là siêu vi nó lên 10.4, mà mới ngưng 2 tháng mà cổ điều trị ổn định mười mấy năm trời nha. Thành ra chúng ta nói trị thì nó dễ, nhưng mà không không ngưng cho bệnh nhân thì thấy cũng tội, nhưng mà ngưng thì cũng phải hết sức cẩn thận đó. Thành ra mình phải gọi là thấy mặt đặt tên, phải thấy người đó đáng tin tưởng ha, tức là bảo đảm luôn luôn. Quý đồng nghiệp thấy là cái câu nào khuyến cáo khi ngưng trị phải là bảo đảm tuân thủ tái khám sau khi ngưng thì mình mới dám ngưng, còn không thôi thôi thà cứ cho uống vậy cho chắc, chứ mình ngưng mà người ta có chuyện gì á là coi như là oán hận ngút trời luôn á. Thôi bây giờ mình xin đưa cho quý đồng nghiệp một cái trường hợp minh họa này. Đây là một cái bệnh nhân ở bệnh viện nhiệt đới ha. Thì ở đây trong cái chẩn đoán thôi mà mình đọc lại cho quý đồng nghiệp nha. Cái cô này được chẩn đoán là viêm gan siêu vi B mạng đó, HBAR dương. Cái này là mình viết viết để cho mình đọc thôi. Cái này là mình viết để cho mình đọc, cho nên quý đồng nghiệp đừng có thấy nó kinh dị quá. Chứ còn thiệt ra cái toa điện tử của bên bệnh nhân sẽ có một cái toa in điện tử chồng lên cái này đàng hoàng nha. Còn cái này là cái bản nháp viết ở dưới để tự mình đọc thôi. Mình lật cái toa điện tử thì mình đọc cái này. Mà cái này mới quan trọng đối với mình đây. Tức là viêm gan B mạn HB dương và đạt được chuyển huyết thanh vào tháng 3 năm 18. Thì cô này cổ lần đó cổ tái khám là tháng 3 năm 24. Có nghĩa là cô này đã đạt được chuyển huyết thanh 3 năm rồi. Trong khi thông thường thì chúng ta duy trì 1 năm là chúng ta đã có thể ngưng trị được đúng không ạ? À? Nhưng mà cô này là cổ duy trì tới 3 năm. Và cái thời gian mấy mấy bạn nhìn đây, đây là mình đang đếm cái tháng điều trị của cô này là tháng 117 đến tháng 119. Mỗi bệnh nhân mình đều đếm cái tháng điều trị hết. Tháng 120 là 10 năm đúng không ạ? À? 120 chia 1 tháng 12, tức là nếu là tháng 120 là cổ điều trị được 10 năm thì cô này cũng sắp được 10 năm rồi đó. Cổ đến tới tháng 119 thì cổ lãnh bảo hiểm y tế được 1 tháng, còn lại 2 tháng là cổ tự mua, cho nên mình 30 viên rồi còn lại có sẵn là vậy đó. Và cái thời điểm tái khám thì thường là mình hẹn 3 tháng. Thì quý đồng nghiệp lưu ý cái tình trạng của cổ vào thời điểm 11 tháng 3 năm 21 như thế này. Là cô này lý do phải kéo dài là tại vì cổ nhà cổ có người thân bị mất vì ung thư, cho nên cổ nói bác sĩ khi nào thiệt là yên hãy cho em ngưng trị em sợ lắm. Thì ở cái thời điểm này mình có ghi chú trong sổ nè là cổ đã có cái định lượng định kỳ mỗi 6 tháng, thì cổ mới làm hôm tháng 12, cổ mới làm là hôm tháng 12 năm 20, tức là mới cách đây cách cái lần này 3 tháng là định lượng dưới 10 IU/ml rồi ha, là rất ổn rồi. Chỉ số tầm soát ung thư AFP hình ảnh siêu âm đây cũng ổn luôn. Tình trạng là men gan thì rất đẹp ha, đúng chuẩn dưới 25 rồi, tình trạng thận cũng ổn và sẵn kiểm tra định kỳ những cái chỉ số mỡ gì cho cổ. Nhưng mà cái mà đồng nghiệp cần nhìn vô đây là gì, là HBR ở đây là mình làm hồi đó cũng hà tiện không có dám làm định lượng nhiều, chỉ làm định tính theo dõi thôi, thì cái định tính cái chỉ số nó là 10 chấm, mà định tính mà xuống cái chỉ số 10 chấm là mình thấy khả quan lắm rồi đó. Cho nên tràn trề hy vọng là cô này có thể sẽ ngưng trị được. Thì mình hẹn 3 tháng nữa là 10 tháng 6 năm 21 mình sẽ làm tiếp cái định lượng cho cổ. Và đương nhiên thì định kỳ mỗi 3 tháng thì kiểm tra lại tình trạng thận men gan thôi. Thì tất cả chúng ta đều nhớ lại ha, tháng tháng 6 năm 2021 là Covid làm tan nát cái thành phố mình, nên cô này cũng không thể nào lên được. Mãi 1 năm sau, tức là tới tháng 3 năm 22 ha, khi mà coi như mọi thứ bình yên trở lại thì cổ mới lên tái khám. Thì lúc đó cái HBR định lượng của cổ là dưới 0,05 IU/ml, tức là cô này là một bằng chứng thải trừ được đạt tới đích á. Sở dĩ mình có những hình ảnh này là tại vì khi mà cổ lên tới khám á, cổ không có gặp mình nữa, thì cổ lo lắng là tại sao bác sĩ cho cổ ngưng trị, thì cổ mới chụp tất cả những cái hình ảnh trong sổ hay gì cổ gửi cho mình, nên mình có dịp mà để lại đây cho các đồng nghiệp coi. Tức là này là cắt từ cái cuốn sổ và những cái hình ảnh mà cổ gửi cho mình đó, thì qua đây để cho, và cô này là một trong khá là nhiều bệnh nhân của mình kiên trì để đi theo tới đích. Và cô này là quý đồng nghiệp thấy rõ là cổ 10 năm đó, cũng có nhiều người 7 8 năm, cũng có nhiều người hơn cả 10 năm.
Và nếu họ đừng có ngưng, mới ngưng là coi như đổ sông đổ biển, đi lại từ đầu thì không biết bao giờ mới tới đích. Còn nếu họ đi một mạch giống như cô này, cứ kiên trì uống hoài, hay uống hoài. Và mình nếu nếu được quý đồng nghiệp khi mà điều trị cho bệnh nhân chịu khó đến cái tháng điều trị của người ta đi, để người ta biết cái thành quả của người ta nó đi tới đâu, và mình cũng sẽ có cái kinh nghiệm bản thân của mình là bệnh nhân uống tới bao giờ thì ngưng thuốc nha. Mấy quý đồng nghiệp nên nên đến cái tháng điều trị của bệnh nhân. Rồi, cái đây là mình làm theo cái định lượng cổ điển, định lượng truyền thống đó. Còn ngoài ra thì có một cái mới hơn là định lượng siêu nhạy, cái gì nó nhạy hơn. Là ở đây quý đồng nghiệp nhìn lại cái ngưỡng của mình ha, là 0.05 đúng không, là cái định lượng truyền thống, thì ở đây nó chấm nó giảm hơn được một nửa, mức nữa là 0.005 đó, tức là nó giảm xuống được một gọi là nhiêu, 100 một 10 lần ha. Cái kia 0.05 thì cái này 0.05 nó giảm được 10 lần, nó tăng cái độ nhạy bởi vì nó tăng được cái vị trí phát hiện và nó có thể phát hiện được những cái trường hợp đột biến, và cả những nó không tương tác với anti-HBs, cho nên trong những cái trường hợp mà tồn tại đồng thời kháng nguyên kháng thể thì cái kỹ thuật này nó cũng phát hiện. Thì nói tóm lại, nếu chúng ta có điều kiện thực hiện bằng cái kỹ thuật siêu nhạy này thì chúng ta sẽ đỡ bỏ sót hơn. Còn nhiều trường hợp mà chúng ta làm bằng kể cả định lượng, mà định lượng truyền thống thì có thể chúng ta thấy âm đó nhưng mà chưa chắc là bệnh nhân đã âm ha, ý mình nói như vậy. Và thật sự quý đồng nghiệp thấy mà định lượng được cái truyền thống nó đã âm thì cũng đã là mừng lắm rồi, mừng lắm rồi. Bây giờ Thu họ nói về cái vai trò của những cái hàm mặt cơ mới như HBCRG và HBVRNE như thế nào, thì cũng giống như là những cái tài liệu khác, họ đều bên Tổ chức Y tế Thế giới thì họ cũng công nhận là những cái này nó sẽ tốt hơn, nó phản ánh tốt hơn là cái gọi là cái pool, là cái hồ nôm na, là giống như là cái hàm lượng của DNACCC ở trong nhân, và kể cả những cái hoạt động mà sao chép của nó luôn, thì cái đám này nó thể hiện tốt hơn. Như vậy thì nó sẽ giúp mình tiên lượng tốt hơn về những cái nguy cơ tái phát hay các thứ cho bệnh nhân đó. Nhưng mà dù sao cái công kết luận cuối cùng của họ thì những cái này thì vẫn còn trong là gì, là hiện tại là vẫn còn cần những cái nghiên cứu ha, vẫn còn là những cái nghiên cứu thêm, thì nghiên cứu và thử nghiệm thêm, chứ họ cũng không có đưa ra một cái khuyến cáo rộng rãi cho cái chuyện này. Rồi ở đây thì mình xin giới thiệu một vài cái người ta đã nghiên cứu và người ta nêu ra. Ví dụ như người ta thấy là HBCRAG thì tương quan chặt với DNACC hơn HBF, thì cái này thì chúng ta nghe là chúng ta đồng ý liền đúng không ạ? À? Tại vì HBCRAG nó còn được tạo ra bởi cái DNA mà tích hợp, DNA tích hợp nữa chứ không phải nó chỉ tạo ra từ cái DNACCC. Đó thì đây là một cái hình minh họa khá là thú vị, đồng nghiệp thấy không? Ví dụ bắt đầu điều trị qua một năm thì chắc chắn là cái định lượng nè, cái đường màu xanh là định lượng DNA HBV trong máu là nó phải dưới ngưỡng rồi. Chắc chắn điều trị thành công là nó phải dưới ngưỡng rồi. Trong khi cái HBRR nó vẫn cứ trơ trơ, nó đâu có suy chuyển gì đâu. Đó thì nếu mà nghiên cứu người ta thấy là cái DNACCC nó giảm và người ta thấy HBCRG là cái đường màu xanh thì nó cũng tương đối song hành nha. Đó. Đương nhiên cái này là những cái kỹ thuật cao cấp của người ta thôi, chứ mình chẳng có làm sao mình đo được DNACC ha. Rồi rồi cái DHBCRAG thì nó còn người ta có những cái nghiên cứu người ta thấy là nó với một cái điểm cắt là năm khoảng 5 lóc nha. Đó, thì ở đây nhiều đồng nghiệp hỏi cái đơn vị này thì nhìn nó thấy nó hơi khó chịu đó. Thì thật ra cái dạng này nếu mà quý đồng nghiệp hình dung cho nó dễ, nó là số mũ thôi, tức là lóc là 10 á, là 10 mũ, thay vì bây giờ 5.25 lóc thì chúng ta hiểu nó là 10 mũ 5.2, và chúng ta không có quen cái khái niệm mà số mũ là số lẻ, cho nên mình nhìn thấy nó hơi kỳ và người ta để qua cái đơn vị là lóc như vậy thôi. Thì đây là cái điểm cắt là tiên lượng ung thư, nó những cái nghiên cứu, và đây là đây là cái nghiên cứu người ta tổng kết một vài cái điểm cắt để mà tiên lượng, thì các đồng nghiệp tham khảo thôi, chứ bản thân mình thì mình cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện này nha, mình chỉ có đưa thông tin cho quý đồng nghiệp xem về tham khảo, và mỗi người sẽ tự có cái trải nghiệm riêng của mình, và nhớ xài thì cũng phải cẩn thận ha, nhất là về bảo hiểm y tế đó. Rồi ở đây thì Hiệp hội gan mật Hoa Kỳ thì họ cũng đồng ý là cái HBCRG nó cũng có những cái tiên lượng tốt về cái tiên lượng về cái điều trị đáp ứng, ví dụ như họ nó có cho một cái điểm cắt như thế này thì tiên lượng là cái khả năng tái phát sau khi ngưng trị. Về HBVRNA thì họ cũng thấy là cái này nó có khả năng tiên lượng về cái chuyện đáp ứng, tiên lượng mất, nói chung là nó có khả năng để giúp cho người ta theo dõi cái quá trình điều trị cũng như tái phát sau khi ngưng trị, và nó cũng có thể là cái để theo dõi cái mục tiêu điều trị khi có những cái biện pháp điều trị mới sau này.
Nhưng mà cho tới bây giờ thì nó vẫn còn rất rất nhiều những cái câu hỏi ha. Và có trong một cái đơn giản nhất là cải thiện được cái độ nhạy của nó, tại vì ngay từ đầu mình đã nói, tức là khi mà HBV-RNA hoặc là HBCRAG mà nó dương thì chắc chắn là DNA-HCC phiên bản đang hoạt động mạnh đó, nhưng mà nó âm thì cũng chưa chắc là loại trừ đâu. Cho nên là chúng ta vẫn còn phải thận trọng, và cái này thì chắc là quý đồng nghiệp vẫn còn tiếp tục công tác lâu dài trong cái trong trong cái ngành này thì có thể là sẽ có dần dần có kinh nghiệm hơn. Còn mình trong quá khứ thì thật sự là mình không có kinh nghiệm về cái chuyện này. Rồi bây giờ chúng ta trở qua một cái đề tài rất rất là lớn, là chưa chữa người ta thì phải theo dõi người ta làm sao. Quý đồng nghiệp thấy cái chuyện này nó quan trọng không? Thà là mình chữa cho người ta thấy có uống thuốc á thì người ta sẽ tuân thủ, còn không chữa mà biểu người ta đi tái khám hoài khó nha, khó đó. Mà khó một cái nữa là khi mình theo dõi thì mình phải theo dõi làm sao để mình phát hiện kịp thời cái thời điểm nào cần trị, mình đừng có bỏ sót những cái thời điểm cần trị, bởi vì người ta đã có công đi gặp mình để tái khám mà mình bỏ sót những trường hợp người ta cần trị, lỡ nó xảy ra chuyện gì là cũng vô vàn ân hận luôn ha. Thành ra là cái chuyện theo dõi mà chưa dùng thuốc đó, nó căng thẳng vô cùng. Thì ở đây mình chia làm 3 tình huống với đồng nghiệp lưu ý nha. Cái trường hợp thứ nhất á, là coi như gọi là giống như cái giai đoạn dung nạp miễn dịch á, tức là tuổi thì thường là tuổi nó là trẻ nha, dung nạp thì thường là nó tuổi là còn trẻ. Đương nhiên lâm sàng phải bình thường, những cái mà chúng ta đương nhiên chúng ta thấy bình thường là phải lâm sàng bình thường, HBAR dương, men gan, chức năng gan bình thường ha, và là F01. Nhưng mà có những chi tiết mà chúng ta hay bỏ sót là cái tuổi nha, cái tuổi là phải tuổi dưới 30 nha, trên 30 nó lại khác. Không có cái tiền căn xơ gan ung thư gan trong những người có quan hệ huyết thống đó, và không có bệnh lý ngoài gan, không có đồng nhiễm thêm HIV, HCV gì hết. Nếu thỏa những cái đám này thì không có chữa ha, không có chữa. Thì chúng ta theo dõi cái gì? Bởi vì cái giai đoạn này á thì cái sự sao chép của CCG DNA nó còn mạnh lắm, thì chúng ta phải theo dõi coi là cái sự sao chép khi nào nó đủ cái phản ứng, nó kích hoạt cái tình trạng viêm gan, cho nên là phải theo dõi mỗi mỗi 3 tháng nha. Và vì cái tuổi còn trẻ cho nên thật ra nếu mà chỉ là F01 tuổi còn trẻ thì cái tầm soát ung thư thì chúng ta cũng chỉ là mỗi 6 tháng thôi, tức là đối tượng nguy cơ cao chứ không phải là nguy cơ rất cao, thì chúng ta tầm soát mỗi 6 tháng thôi. Rồi đánh giá sơ hóa, tại vì đôi khi men gan nó không tăng nhưng cái tình trạng sơ hóa nó có thể xấu lên nên chúng ta phải theo dõi. Và vì HBE nó còn dương cho nên chúng ta cũng sẽ phải theo dõi coi khi nó âm. Thì cách cách kiểu viết thì mình ghi 6 đến 12, nhưng mà trong thực hành thì chúng ta biết là chúng ta sẽ làm ngược lại á, tức là lúc đầu khi mắc HBE nó còn dương tính rất là mạnh á, chừng 1 năm quý đồng nghiệp hãy kiểm một lần, bởi vì dễ gì mà nó mất. Còn nếu mà theo thời gian dần dần mà mình thấy cái mức độ dương tính của nó giảm dần dần, mình hy vọng có thể là nó sẽ mất á, thì lúc đó mình hãy theo dõi gần hơn là 6 tháng nha. Nhưng mà nếu mà mình nói theo dõi 12 tháng đến 6 tháng thì nó hơi kỳ, cho nên là 6 đến 12, nhưng thực sự chúng ta hiểu là ban đầu là 12 tháng, rồi nếu khả quan thì chúng ta mới theo dõi gần hơn. Và một cái chuyện rất là quan trọng mình muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp là xin đừng định lượng DNA HBV ở những đối tượng này. Đừng có định lượng, nếu nó thỏa được bao nhiêu đây thứ mà nó dưới 30 tuổi mà HBR nó dương á, chúng ta đừng có định lượng làm chi. Bởi vì sao? Chắc chắn là nó sẽ là trăm triệu, sẽ là tỷ, tỷ tỷ phiên bản DNA HBV. Một cái người mà trẻ tuổi đang phơi phới yêu đời gì mà chúng ta quăng một cái kết quả tải lượng siêu vi cao ngút ngàn, rồi chúng ta không không cho thuốc điều trị thì người ta dễ có cái suy diễn lắm, là chắc nhiều quá siêu vi, nhiều quá bác sĩ thua chạy làng rồi không dám chữa, người ta rất là tuyệt vọng á. Cho nên chúng ta giải thích cho bệnh nhân hiểu và nhớ là đừng có định lượng đối tượng này, nếu thỏa đúng cái này chúng ta đừng có định lượng làm chi ha, định lượng làm chi bệnh nhân lo lắng tội nghiệp lắm. Rồi và như vậy thì chúng ta phải ở cái tuổi này là rất là yêu đời rồi, vì nhiều dự kiến tương lai, sắp sửa lấy vợ lấy chồng sinh con đủ thứ, cho nên mình phải tư vấn đầy đủ để cho người ta tự tin, để người ta sống làm việc thi đấu thể thao chơi làm gì đó, thương ai thì cứ lấy, muốn sinh con thì cứ sinh, nói chung là phải lạc quan để sống vì cái tuổi còn rất trẻ, nhưng mà không được chủ quan, có nghĩa là đến hẹn lại lên mỗi 3 tháng phải lên gặp mình, và chuyện này vô cùng quan trọng ha. Và cứ mỗi lần đến hẹn lại lên như vậy thì chúng ta sẽ rà rà theo cái lịch này, và nếu mà mình thấy lúc nào đó mà men gan nó tăng lên gấp đôi so với cái chuẩn bình thường, thì ở đây mình lấy cái chuẩn của Bộ Y tế mình, tức là nữ là năm là 25, tức là nữ trên 50, nam là 35, tức là nam mà tăng trên 70 tức là thỏa được cái tiêu chuẩn điều trị, hoặc là FibroScan F2 ha, hoặc là không phải cái này nhưng mà nó rớt vô là có người thân xơ gan ung thư bệnh lý gì đó, thì chúng ta sẽ định lượng và chúng ta sẽ điều trị đó là đúng theo chuẩn của Bộ Y tế 2019, được hưởng bảo hiểm đàng hoàng luôn. Còn nếu
trong quá trình chúng ta theo dõi. Bây giờ men gan thật là chuẩn, tức là ví dụ nữ nó chỉ có mười mấy, mười dưới 19 luôn nha, hu là trên 19 là bất thường, nữ nó có nhiều em nó chỉ 15, 16, nam cũng vậy, nam nó chỉ khoảng 20, 21 thì không có lý gì gì để mình điều trị. Nhưng mà nếu mình thấy nó cao hơn cái ngưỡng cho phép theo hu, tức là nữ là 19 là ngưỡng cho phép, nam là 30, mà nó cao hơn cái ngưỡng đó thì tùy. Nếu mà quý vị thấy là thật ra cũng sắp xỉ 30 tuổi rồi ha, sắp xỉ 30 tuổi rồi thì mà người ta có khả năng kinh tế thì quý đồng nghiệp nên điều trị, nên tư vấn và điều trị cho người ta. Tức là nó chưa thỏa tiêu chuẩn của Bộ Y tế nhưng mà thỏa tiêu chuẩn của hu, và thỏa tiêu chuẩn của hu rất là dễ, chỉ cần nó nữ là trên 19, nam là trên 30 thôi. Và hai lần nhớ nha, hu cũng phải là hai lần chứ không phải một lần vô điều trị liền đâu, hu cũng phải là hai lần trong một khoảng là gì, trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, mình bắt gặp hai cái kết quả nó bất thường như vậy, nó trên cái mức như vậy thì chúng ta nên điều trị. Và bởi vì tiêu chuẩn điều trị của hu chỉ cần trên 2.000 IU thôi, cái đám HBe nó dương này thì thôi nó là cả cả triệu á, chứ cho nên là 2.000 là chắc chắn luôn, thấy tăng là quý vị định lượng ra là chắc chắn đủ tiêu chuẩn điều trị luôn, và phải cân nhắc ha. Bây giờ cái tình huống nữa là nhiễm không hoạt tính, có nghĩa là nó sẽ là HBe âm, tải lượng siêu vi thì ít nhất mình cũng phải đếm một lần để mình biết. Tại vì nếu HBe âm mà tải lượng siêu vi cao thì nó lại là chuyện khác nha. Như này, tải HBe âm thì phải là gì? Tải lượng siêu vi nó không tăng sinh có ý nghĩa thì mới gọi là nó không hoạt tính. Chứ không thôi là nó vai trò của đột biến là khác. Rồi, đó là thỏa cái tiêu chuẩn siêu vi là không có tăng sinh đáng kể, tất cả mọi thứ bình thường, và cũng phải cộng thêm là gì, dưới 30 tuổi không có tiền căn này nữa. Thì quý đồng nghiệp sẽ theo dõi, vì cái giai đoạn này cái siêu vi nó không có tăng sinh như vậy, HBe âm thì cái khả năng hoạt động sao chép của DNACC nó cũng thấp, cho nên chúng ta có thể giãn ra là mỗi 6 tháng cũng được, tầm soát ung thư mỗi 6 tháng cũng được, bởi vì tuổi còn trẻ ép thôi. Và nhưng mà phải nhấn mạnh nha, tức là tại vì ở cái đám kia thì nó hay lo là tại vì cái tải lượng siêu vi nó cao, nó bị hù cái tải lượng siêu vi nó cao cho nên nó nhiệt tình đi tái khám lắm, còn cái đám này á thì cái tải lượng siêu vi nó không cao cho nên chúng ta phải giải thích rất là kỹ ha. Chúng ta phải giải thích rất là kỹ là hiện tại thì ổn nhưng không biết ra sao đâu, không có được chủ quan đó. Thì tất cả những chuyện là vẫn phải đánh giá sơ hóa đầy đủ, tầm soát ung thư, và vì cái HBe nó còn HBe nó âm nhưng mà nó còn HBs thì chúng ta cũng dậy 12 tháng và chúng ta theo dõi HBe làm định lượng càng tốt nha. Còn nếu mà sau đó quý đồng nghiệp thấy xu hướng xuống thì chúng ta hãy rút ngắn lại 6 tháng nha, chúng ta lần ngược cái số 6 đến 12, tức là từ 12 tháng rồi từ từ nó rút xuống 6 tháng. Và trong cái quá trình nếu mà mình thấy là độ sơ hóa F2, nhớ là F2 cho đúng nha, quất một bụng cơm no rồi cái nó lòi ra F2, F3 là sai trần lớp, thành ra phải chú ý. Nhất là cái đám trẻ đó thường nó không có để ý đâu, thành ra tự nhiên mà đang thấy F01 mà lên F2 thì cũng phải nhìn cho kỹ là có sai không nha. Còn cái men gan thì khách quan hơn, thấy men gan tăng khác thường đó. Rồi thì tiêu chuẩn của Bộ Y tế bỏ vô, còn nếu không thỏa Bộ Y tế mà thỏa của hu và quý đồng nghiệp thấy là cần điều trị, bệnh nhân tích cực quan tâm thì chúng ta cũng nên điều trị cho bệnh nhân luôn. Và hu cực kỳ dễ, nếu mà bây giờ nhìn lại theo tiêu chuẩn hu thì hầu hết những bệnh nhân mà tới tay quý đồng nghiệp là hầu như vô tiêu chuẩn điều trị hết á. Chỉ cần là men gan nó hai lần mình bắt được, nữ trên 19, nam trên 30 và tải lượng nó trên 2.000, quý đồng nghiệp vô tiêu chuẩn điều trị hết. Đó là chưa kể mình điều trị theo cái kiểu đặc biệt tích cực nữa đó. Rồi bây giờ một cái tình huống này mình phải tách riêng là trên 30 tuổi. Đối với siêu vi B là cái tuổi 30 là cái tuổi ranh giới giữa cái chuyện nguy cơ ha, là trên 30 tuổi HB có thể dương hay âm và đương nhiên cũng không có tiền căn gì hết, tất cả mọi thứ bình thường thì mình mới bỏ vô mình theo dõi. Thì cái đám này theo dõi nó gần gần giống như là cái đám mà nhiễm không hoạt tính á, nhưng mà nó có một cái quý đồng nghiệp chú ý nha, là nó mình có thể định lượng HBV DNA. Khi mà quý đồng nghiệp thấy tại trên 30 rồi mà thấy cái men gan nó không có tăng gấp đôi nhưng mà nó lớn hơn cái giá trị bình thường, mà mình thấy nó cứ vậy nó kéo dài, tức là cụ thể nữ là trên 25, có nghĩa là cái cô này cổ khoảng 30 ba mấy chẳng hạn, ba hoặc là 28, 29, 30 đó, còn nam thì trên 35 thì có nghĩa là không cần cao lắm chừng 39, 40 mà cứ vậy kéo dài thì mình có quyền làm định lượng, mỗi 6 tháng hay mỗi 12 tháng. Nếu mình thấy cái tình trạng nó chưa gấp đôi nhưng mà nó tăng vì vậy kéo dài hoài mà nó trên 30 tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì trên 30 tuổi thì theo Bộ Y tế họ có cho một cái là gì? Là không cần tăng gấp đôi mà chỉ cần là cái men gan nó tăng kéo dài ít nhất là mình bắt gặp được 3 lần trong 6 tháng mà cái tải lượng siêu vi nhiêu đây là chúng ta điều trị ha. Hoặc là phát hiện người thân bị xơ gan, ung thư gan gì đó thì chúng ta điều trị. Nhưng mà chúng ta nếu chiếu theo hu thì chúng ta sẽ được thấp hơn 10 lần. Tức là chiếu theo hu thì nó cũng giống giống là chỉ cần cao hơn cái ngưỡng thôi, nhưng mà ngưỡng của hu cũng thấp hơn luôn.
mà chỉ cần 2 lần chứ không cần 3 lần, nó đã dễ hơn rồi, và tải lượng chỉ cần trên 2.000 chứ không 20.000 nữa, cho nên chiếu theo hưu thì chúng ta sẽ còn một đám nữa được điều trị ha. Còn trên hưu có những cái mà tiêu chuẩn là men gan tăng hay F2 mà bất chấp DNA mà điều trị đó, thì cái đó thì mình cũng không khuyến cáo lắm, tại vì chúng ta nên có bằng chứng để điều trị chứ. Mình thấy men gan tăng rồi mình cứ quất vô mình điều trị CVB, lỡ men gan nó tăng hoặc là nó sơ hóa do nguyên nhân khác thì sao, đúng không? Chí ít mình phải có bằng chứng CVB mình mới điều trị ha. Rồi, ba cái slide nói dông dài của mình được Bộ Y tế quyết định trong có 3 dòng ha. Đây nguyên văn của phác đồ của Bộ Y tế đây: chưa có chỉ định điều trị thuốc kháng virus, quý vị đó nói trong vòng có 3 dòng. Và trong đó có một cái dòng mà có một cái câu ngắn mà thường là nhiều đồng nghiệp hay thắc mắc hỏi mình, xem xét làm sao? Xem xét đo tải lượng mỗi mỗi 24 đến 48 tuần. Ha, mấy cái này thì có quy định rõ ràng vậy thôi thì cũng còn hiểu được đi, nhưng mà cái chữ xem xét là nghe rất là khó chịu. Xét làm sao để khỏi bị sốt toán đó. Thì thật ra thì cái chữ xem xét này thì quý đồng nghiệp ngó lại cái tình huống mình nói đó, tức là khi nào quý đồng nghiệp thấy là nó có cái nghi vấn, nó có thể rơi vô được cái tiêu chuẩn điều trị, thì lúc đó chúng ta có quyền, đó là gì, trường hợp trên 30 tuổi mà cái giá trị men gan nó trên cái giá trị ngưỡng, mình bắt gặp chừng nó cứ kéo dài hoài ha, kéo bắt gặp trên 3 cái trong vòng 6 tháng, thì lúc đó quý đồng nghiệp có quyền kiểm tra định lượng ADN HBV. Đợt này mình kiểm nó chưa trên 20.000, thì 6 tháng nữa quý đồng nghiệp vẫn có quyền kiểm lại coi nó trên 20.000 chưa thì chữa. Đó là mình bám sát theo phác đồ của Bộ Y tế để bệnh nhân mình được hưởng theo tiêu chuẩn bảo hiểm. Còn nếu người ta tích cực chỉ gần trên 2.000 là quý đồng nghiệp chữa được rồi, chứ không 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 phải chờ nữa ha. Rồi còn cái sàng lọc thì đây trong này là mình cũng có nói rồi, nhưng mà thật ra đối với sàng lọc đó thì mình lưu ý đồng nghiệp là nên nhìn theo cái này sướng hơn. Cái này của cũng là phác đồ của Bộ Y tế mà là phác đồ về ung thư gan á, thì người ta nói chứ mình rõ ràng nó nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ rất cao. Nguy cơ cao là tất cả những trường hợp BC mạng là coi như xếp vô nguy cơ cao rồi, chưa trị, đã an trị hay đã ngưng trị đều xếp vô nguy cơ cao, và đương nhiên đã xơ gan. Cái tầm soát về ung thư thì mình xin giới thiệu với quý đồng nghiệp, cái này là cái phác đồ của bên ung thư, nhưng mà thích là nó rõ ràng hơn. Thì ở đây chúng ta để ý 2 nhóm là nguy cơ cao và rất cao nha, cao và rất cao. Thì cái cao á, là coi như cái đám B, C mạng của mình là rớt vô hết, chưa điều trị, đang điều trị hay là đã ngưng, và cái quan trọng là đã ngưng nha, đã ngưng điều trị rồi mà vẫn chưa hết nguy cơ đó, nên cái chuyện này chúng ta phải lưu ý. Chứ nhiều khi là mình thấy người ta, nhất là CVB mà ngưng thuốc được mừng quá, hoặc là CVC điều trị xong ngưng mừng quá là nói lời chia tay, là không có chia tay nhau được nha, lại phải tiếp tục tầm soát ung thư bởi vì vẫn rơi vô nhóm nguy cơ cao. Còn nếu mà bệnh xơ gan mà không do virus, ví dụ như gan nhiễm mỡ xơ gan, thì nó cũng là nhóm nguy cơ cao. Còn nếu mà xơ gan mà liên quan tới virus mạng BC là rất rất cao. Mà rất cao có nghĩa là gì? Thì quý đồng nghiệp đã thấy không, đầu mình đã nói rồi đó, tức là hãy nói tới B mà F3 trở lên thôi, chưa xơ gan là đã phải tầm soát mỗi mỗi 3 tháng. Còn nhóm nguy cơ cao thì chúng ta sẽ tầm soát mỗi mỗi 6 tháng ha. Đó, chúng ta lưu ý chuyện đó. Cho nên rõ ràng là hai cái con này nó phiền phức vô cùng ha, không biết làm sao mà nói lời chia tay. Rồi, còn tổ chức y tế thế giới thì họ nói đơn giản, họ theo dõi trước khi mà chưa thỏa tiêu chuẩn điều trị thì họ chỉ ngắm vô cái ALT thôi, chủ yếu là như vậy. Thì họ cũng đưa ra những cái con số là thống kê, ví dụ như cái khoảng thời gian tối thiểu là 3 tháng ha, và không cần ngắn hơn tối thiểu là 3 tháng thì cũng đã có thể phát hiện trên 90% những cái trường hợp mà nếu chẳng may mà nó bị bùng lên. Và nếu những trường hợp mà tải lượng siêu vi thấp dưới 2.000 thì hiếm khi nào, tức là dưới 3% mà nó có khả năng nó tăng lên trong một cái khoảng thời gian 6 đến 12 tháng. Thì đó nó cũng phù hợp với cái chuyện là mình chọn cái mốc theo dõi. Nếu mà đám mà HBR dương đang tăng sinh thì chúng ta theo dõi mỗi 3 tháng men gan đó. Còn HBR âm tương đối là nó ổn định, nó không tăng sinh nhiều, thì chúng ta sẽ theo dõi mỗi mỗi 6 tháng thôi, chứ không dám để 12 đâu ha. Rồi, có một chuyện thì mình phải phân tích thành ra tới 3 slide là để nhắn nhủ với quý đồng nghiệp là cái chuyện mà mình làm sao củng cố được cái niềm tin của bệnh nhân về cái tầm quan trọng của cái chuyện đi tái khám là vô cùng cần thiết luôn. Tại vì mình đã chứng kiến rất là nhiều những cái thảm cảnh, những cái rất là nhiều người ở cái tuổi trẻ đó thì quan tâm đi khám lắm, mà tại bác sĩ cứ khen tốt quá không cần chữa, cho nên là người ta phân vân, người ta không biết ủa gì tới gặp
tới gặp làm chi nữa ha, đi gặp làm chi nữa, mất công rồi bỏ luôn, rồi trôi theo những cái công danh sự nghiệp cơm áo gạo tiền, tuổi thanh niên mà ba 20 30, vợ chồng con cái lo lắng đủ thứ chuyện cho tới khi 50 60 tuổi ha, nhiều năm trôi qua đó là 20 30 năm sau, 50 60 tuổi rồi thì lúc nào đó mới thấy có cái gì đó khác khác trong người. Nhiều khi chỉ đơn giản là thấy cái mắt mình nó hơi vàng vàng, thấy cái chân mình nó hơi phù phù, cái bụng to to chẳng hạn vậy, thì đi kiểm tra thì nhiều khi đã là việc là viêm gan mạn bùng phát mà xơ gan mất bù. Và nhiều cái trường hợp mà mình gặp trong bệnh viện thì khi mà hỏi là họ phát hiện từ lúc nào á, thì họ thường là nói một câu mà rất là đau lòng, tức là tôi biết mấy chục năm rồi mà thấy cái ông bà bác sĩ đó cứ nói không sao hết, không chịu chữa cho tôi để tới giờ tôi dày ha, thì chắc là ông bà bác sĩ nào đó cũng dặn đi tới khám đó, mà tại không đi. Nhưng mà người ta đâu có nói những cái câu như vậy. Thì như vậy thì mình phải cố gắng làm sao cho người ta, đương nhiên không có đổ trách nhiệm cho ai cả, nhưng mà cố gắng làm sao là nói cho người ta hiểu là chuyện phải đi ha, dù ghét cái mặt tôi thì cũng phải đi, sau 3 tháng 6 tháng gì gặp tôi một lần. Rồi, bây giờ mình nói qua những cái trường hợp đặc biệt và nó có vấn đề kèm theo ha, và rất là nhiều những cái vấn đề đặc biệt mình liệt kê ra đây. Thì cái chuyện thận là đầu tiên, gan thận nha, hai hai cái cơ quan trọng yếu. Bây giờ đã bệnh gan rồi còn thêm chuyện thận nữa rồi làm sao, thì chúng ta có những cái công thức để chỉnh liệu, đây là quý đồng nghiệp xem, và rất là may mắn là chúng ta có thêm được một cái loại thuốc mà được công nhận là không chỉnh liệu, thậm chí là tới độ thanh lọc, là miễn là trên 15 thôi là không cần chỉnh liệu nha. Rồi, và tới giai đoạn mà chạy thận được thì cũng không cần chỉnh liệu, chỉ khi nào mà dưới 15 mà chưa chạy thận thì chúng ta mới không không xài được cái này thôi. Cho nên là rất là thoải mái. Hãy đụng tới bê tới thận thì giờ khỏi cần nhớ mấy kênh trên, chúng ta có cái táp. Nhưng mà cái táp là khổ thay cái táp lại bị phác đồ của Bộ Y tế nó chặn ở hai điểm. Tức là phác đồ Bộ Y tế không khuyến cáo cho xơ gan mất bù và không khuyến cáo cho phụ nữ có thai. Mặc dầu là nhiều cái nghiên cứu trên thế giới thì họ đã cho phép sử dụng táp trên xơ gan cho thai kỳ rồi, và người ta thấy không có tác dụng phụ gì cả. Tại vì người ta suy thận rồi thì thôi cứu cái thận của người ta. Nhưng mà phác đồ của Bộ Y tế mình thì chưa đưa vô nha quý đồng nghiệp. Thì cái gì mà nhà nước mình chưa đưa vô, nếu quý đồng nghiệp xài thì phải thận trọng, mình phải tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân ha. Rồi nếu mà chúng ta bám theo phác đồ thì bây giờ làm sao? Bây giờ người ta suy thận mà người ta xơ gan mất bù rồi thì không xài táp được, thì phải cộng thêm điều kiện nữa. Nếu xơ gan mất bù mà bị ràng buộc của Bộ Y tế mình không dám xài táp á, mà muốn qua cái giữa ăn tê và TDF á, thì ăn tê mình biết là nó đỡ hại thận hơn, nhưng mà ăn tê nó lại bị cạn cái là bầu là không xài được à, ăn tê là bầu không xài được, hoặc là đã kháng Lamivudine rồi thì ăn tê thất bại ha. Thành ra nó nói chung mỗi cái nó có những cái ràng buộc, thì thật ra là xài táp đi nha, là xài táp đi, nhưng mà phải thận trọng tại vì phác đồ Bộ Y tế mình chưa đưa vô, mặc dù là thế giới thì họ cho phép rồi đó. Thì ở đây là đây phác đồ của Bộ Y tế mình, nó với liều lượng thì quý đồng nghiệp tham khảo ha. Thì đó cái táp là rất là sướng ha, không cần giảm liều với trường hợp là suy thận nặng gì luôn, miễn chạy thận là được, chỉ trừ khi nào dưới 15 mà chưa chạy thận thì chưa có dữ liệu xài thôi. Còn có một cái mà nhiều đồng nghiệp cũng băn khoăn hỏi mình, thì thật ra cái chuyện TDF á, nếu mà tới mức mà tệ quá, tới mức là độ thanh lọc mà dưới 10 thì không dùng, mà độ thanh lọc dưới 10 mà có chạy thận thì cho phép là 300 mỗi 7 ngày. Nhưng mà cái có câu này nè, uống sau 12 giờ mỗi lần chạy thận á, là mình thấy cái câu này nó kỳ lắm, mình cũng chưa bao giờ dám áp dụng ha. Rồi bây giờ mình đọc thêm vô của cái khuyến cáo của WHO 2024 nè, thì nói chung là họ viết cũng khá là linh tinh á, nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà không có chữ sau 12 giờ nha, mà là every, là mỗi 12 giờ. Nếu mỗi 12 giờ thì mình hiểu là họ dùng 20 mg, tức là có một cái dạng bột đó, 20 mg mỗi 12 giờ, tại vì cái thời gian chạy thận của người ta thì tùy mỗi người, không biết họ chạy như thế nào. Nhưng mà nếu mà đã chạy thận rồi thì cứ 20 mg mỗi 12 giờ thôi, hoặc là mỗi 7 ngày là cho một viên 300. Tại vì quý đồng nghiệp sẽ thấy là nếu 20 mg mỗi 13 giờ thì 7 ngày là 14 lần của cái 20 đúng không? 14 lần thì nó xấp xỉ gần 300 rồi đó, nó là 200, 200, 208 đúng không? Thì có thể là 20 mỗi 12 giờ, mỗi 12 giờ có nghĩa là một ngày là 40 và 7 ngày là 208, tức là nó xấp xỉ 300 một viên mỗi ngày. Thì mình nghĩ là cái đó có vẻ là nó hợp lý hơn. Và chuyện đơn giản là nếu quý đồng nghiệp xài cái này thì là 300 mỗi 7 ngày đi nha, chứ đừng có nói là sau mỗi lần chạy thận, nó rối chuyện lắm. Còn cái chuyện 20 mg này thì mình không có cái dạng này rồi.
Rồi. À, xin chia sẻ có những cái thông tin này thì cũng mình phải rất là thận trọng, tức là rất là thận trọng ở chỗ lúc đầu mình nói là mình cũng cảm thấy tội lỗi là mình trước đây mình dùng TDF á, mình không có hề kiểm tra cái chuyện đạm niệu và đường trong nước tiểu, tại vì mình chỉ có chăm chấm mình ngó ngó vô cái độ thanh lọc thận hoặc là những yếu tố nguy cơ thận mà mình biết thôi. Thì tại vì có nhiều trường hợp là có những cái tổn thương, nói những tổn thương ở ống thận, có những tổn thương ở vi cầu thận mà người ta đã bị vi đạm niệu, người ta bị đường trong nước tiểu, không phải bệnh tiểu đường mà bị mất đường trong nước tiểu mà độ thanh lọc vẫn bình thường mà mình không làm mình sẽ bị bỏ sót cái chuyện đó ha. Và những cái tổn thương về ống thận mà gây ra do cái TDF này á, thì có khi là nó hồi phục, may nên là đa số thì nó hồi phục, nhưng mà đôi khi nó không có hồi phục, cho nên chúng ta phải hết sức là thận trọng. Thật ra mình xin nhắc lại quý đồng nghiệp là đối với TDF thì tại vì nó là cái thuốc rất là sẵn có trong bảo hiểm bây giờ thì chúng ta phải hết sức là thận trọng ha, phải nhìn kỹ cái thận của bệnh nhân. Ngoài cái độ thanh lọc creatinine thì chúng ta luôn luôn ít nhất là lần đầu tiên chúng ta phải ngó cái nước tiểu để coi có vi đạm, có đạm niệu, có đường hay không. Và nhớ là những cái người mà nhỏ con dưới 50 kg ha, thì cái nguy cơ thận nó cũng cao lắm đó, chúng ta phải thận trọng. Rồi ở đây thì người ta cũng nói là cái entecavir đó thì nó vẫn có nguy cơ cao cho thận hơn là so với lại TAC, tức là nó vẫn có thể làm giảm cái chức năng thận nhiều hơn là TAC. Thì tóm lại nếu đã là suy thận thì mình thấy có một cửa là TAC là an toàn nhất, mặc dầu nó bị cấn ở chỗ là xơ gan mắt phụ với cấn ở chỗ thai, thì Bộ Y tế mình chưa có khuyến cáo hai cái đối tượng đó, nhưng mà đúng là đã tới tình trạng thận nặng nề thì cái TAC là coi như an toàn nhất. Rồi bây giờ nói chuyện tới bà bầu thì Bộ Y tế mình 2019 vẫn duy nhất chỉ có TDF là thuốc độc bản B ha. Và có những cái tình huống thì ở đây mình phân tích ra từng cái cho quý đồng nghiệp thấy cho nó rõ ràng cụ thể thôi. Ví dụ như nếu người ta chưa có bầu nhưng mà người ta dự định là tôi sẽ lấy chồng, tôi sẽ có con, mà bây giờ phát hiện bệnh CVB thì sao? Là cứ bỏ TDF vô là xong, em cũng có bầu lúc nào có cũng sao hết. Còn nếu người ta đang điều trị ăn T hoặc là TAF gì đó, bây giờ người ta mới lên kế hoạch là người ta sẽ có thai, tức là người ta dự định, người ta có một cái kế hoạch chuẩn bị, thì là người ta khuyên là nên có một khoảng thời gian là ít nhất là 2 tháng, tức là chuyển qua TDF khoảng 2 tháng đi rồi hãy thả cho có bầu thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà đang đang điều trị rồi, đang uống đang điều trị rồi mà có bầu thì TDF thì không sao, nhưng mà nếu là tắc ăn T thì lập tức là phải chuyển qua TDF và phải theo dõi kỹ cái diễn tiến và giải thích cho người ta hiểu tại chuyện này là tai nạn rồi, đâu có chuẩn bị được trước 2 tháng như là lần kia, tại vì người ta đang có bầu ngoài kế hoạch rồi. Còn nếu mà có bầu mà có chỉ định điều trị thì lại càng dễ, thì giống như tình huống đầu thôi, thì cứ TDF bỏ vô không có vấn đề gì cả. Còn nếu chưa có chỉ định điều trị thì chúng ta có kế hoạch điều trị dự phòng ha. Thì cái tiêu chuẩn điều trị dự phòng chúng ta nhớ là nó có dựa vô cái HPV DNA và cái tiêu chuẩn là trên 1 triệu copy hoặc là 200.000 EU. Còn nếu mà không làm được cái này thì chúng ta cũng có một cái tiêu chuẩn là QHBSAR trên 14 nha, thì là đây là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta điều trị. Và cái thời gian khởi đầu thì có thể cho phép từ tuần thứ 24 trở đi, 24 28, nhưng mà thường là nên cho sớm đi, tuần thứ 24 đi, và ở đây duy trì là 1 đến 3 tháng sau sanh với mục đích là để bảo vệ cái phần đuôi. Sau khi sanh con rồi, ban đầu là để bảo vệ cho con, nhưng sau khi sanh con duy trì là để bảo vệ cho mẹ, bởi vì những bà bầu sanh xong á, là lo nằm ổ ôm con chứ không chịu đi tái khám. Và cái khoảng thời gian 1 đến 3 tháng sau sanh là cái nguy cơ nó kích hoạt cái hệ miễn dịch lại, nó dễ bị phản ứng viêm bùng phát, dù trước đó người ta dung nạp miễn dịch, nhưng sau khi người ta sanh con xong thì người ta có thể chuyển qua cái giai đoạn thải trừ miễn dịch và thậm chí là cái bùng phát là viêm gan bùng phát luôn, tại vì cái men gan nó tăng rất là cao. Chính vì vậy mà phải quan sát rất là kỹ trước khi quyết định ngưng. Và vì vậy là tốt nhất là ít nhất là uống được 1 tháng, rồi con đầy tháng rồi mẹ chịu đi gặp bác sĩ thì theo dõi men gan. Nhưng mà quý vị nếu theo dõi sẽ hầu hết bà bầu nào cũng vậy, sanh con xong là men gan tăng, mặc dù trước đó rất là đẹp men gan bình thường, nhưng sanh con xong nó có cái hồi phục miễn dịch đó, là men gan nó tăng, phải hết sức là cẩn thận. Và TAP thì chưa được khuyến cáo trong thai kỳ ha. Thì đây là nguyên văn mình cắt 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 dán cái phác đồ của Bộ Y tế để đồng nghiệp cần đối chiếu thì mở ra đối chiếu liền, khỏi mất công đi tìm văn bản nữa ha. Rồi còn ở đây thì ở đây là cũng không không có có một cái chi tiết là
là điều trị đó là không có nói, là không có nói gì bất kỳ cái thuốc nào khác ha, ngoài từ từ đầu trên nuôi thì quý vị thấy là toàn là nhắc tới là TDF mà thôi. Còn tổ chức y tế thế giới thì sao, tổ chức thế giới thì họ có vẻ công bằng hơn, họ nói thế nọ thế kia, nhưng câu kết luận cuối cùng tức là họ cũng nói mặc dù là không có một cái gì quan ngại gì đáng kể về sự an toàn hết theo nhiều cái nghiên cứu về đoàn hệ họ theo dõi, nhưng mà táp thì vẫn chưa được chấp nhận để ngăn lây nhiễm từ mẹ con, và cũng không được chấp nhận để mà điều trị luôn, mặc dù là cũng có những cái nghiên cứu người ta theo dõi người ta thấy không có gì, nhưng mà nó chưa đủ, cái những cái dữ kiện nó chưa đủ lớn để người ta khuyến cáo. Thành ra cả Bộ Y tế mình và cả WHO 2024 thì quý đồng nghiệp nhớ là người ta vẫn chưa nói là chấp nhận nha. Mặc dù là người ta vẫn nói là có nghiên cứu thấy là không có gì đáng kể, nhưng mà người ta chưa chấp nhận dùng cho thai kỳ. Rồi bây giờ nếu cháu bé dưới 15 tuổi thì sao? Thì dưới 15 tuổi thì cần phải có cái cân nhắc thận trọng, tại vì thường cái giai đoạn này nó ít khi nào nó có cái phản ứng mà thải trừ, tức là nó chưa chuyển qua cái giai đoạn thải trừ miễn dịch đâu, cho nên chúng ta phải cân nhắc là cái chữ tăng men gan gì đó có phải đúng là do CVB hay là cháu nó vẫn trong giai đoạn dung nạp miễn dịch thôi mà nó bị tăng men gan do những cái nguyên nhân khác, đặc biệt là những cái bệnh gan di truyền đó. Rồi và đã ở đây là những cái thuốc có thể dùng, thì Lamivudin là cái thuốc có thể dùng cho trẻ nhỏ nhất, tức là dưới 2 tuổi, mà với điều kiện là chúng ta phải có cái dạng 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 siro đó, nhưng mà cực kỳ khó luôn. Còn Entecavir thì từ 2 tuổi trở lên thì chúng ta đã dùng được rồi, TDF thì cho là tới 12 tuổi, nhưng mà HIV thì cho phép là 3 tuổi cho xài TDF luôn, nhưng mà rất là sợ là vì nó ảnh hưởng tới xương, bởi vì những cháu nó còn quá nhỏ và chưa có, còn cái táp thì là phải trên trên 12 tuổi. Thì ở đây Tổ chức Y tế Thế giới họ khuyến cáo là cái TDF á, thì nó người ta đã quan sát thấy là cái tình trạng nó ảnh hưởng tới mặt xương ở những cái cháu bé, cho nên là đối với cái khuyến cáo thì thật ra là đối với trẻ em nó nhỏ quá thì dùng Entecavir, hoặc là nó là tuổi thanh thiếu niên tức là nó trên 12 tuổi nhưng mà nó chưa trưởng thành hoàn toàn, nó còn cái tuổi dậy thì từ 10-20 từ 12 cho tới 18 tuổi thì nó mới trưởng thành hoàn toàn, thì thật ra tuổi đó người ta khuyến cáo là dùng dùng táp cũng được, thì nó ít ảnh hưởng tới tới cái sự phát triển xương hơn ha. Thì đó là những cái khuyến cáo người ta lưu ý cho những cái đối tượng đặc biệt và nó liên quan tới cái chuyện ảnh hưởng xương. Thì đây là nguyên văn của Bộ Y tế mình ha, đây là các phác đồ mình cắt ra để cho các đồng nghiệp theo dõi, và để ý là cái tiêu chuẩn của trẻ em thì nó hơi khác, là nó tăng liên tục, thì ở đây người ta chỉ cần là 1,3 với giá trị cao nhất, thì giá trị cao nhất này nó cũng xài giá trị cao nhất nam nữ như người lớn thôi ha. Nói chung đối với con nít ấy, thì mình phải nói mình cũng không, tại vì mình là ở ở nhiễm phần lớn là người lớn thôi, chứ mình cũng không có nhiều cái kinh nghiệm để mà điều trị cho trẻ con. Rồi còn nếu mà trường hợp đồng nhiễm CVB và HIV thì nó cũng không có gì là khác biệt so với cái khuyến cáo của phác đồ, thì mình cũng lặp lại y chang như vậy cho quý đồng nghiệp lưu ý là coi như là nếu có HIV và HBV thì xử liền, không cần chờ gì hết, là điều trị HIV liền mà không cần để quan tâm CD4 hay là giai đoạn. Nhưng mà theo mình biết thì bây giờ ngay cả không liên quan tới HBV thì HIV giờ cũng đã được điều trị tích cực rồi đó, tức là phát hiện là chữa chứ cũng chẳng cần đợi CD4 giảm hoặc là giai đoạn lâm sàng gì cả. Và trong những cái phác đồ mà HIV đó thì chúng ta sẽ chọn phác đồ mà có TDF hoặc là TAF, thì là chúng ta sẽ xử luôn được cái CVB. Và cũng chính vì trong cái những cái công thức điều trị HIV hầu hết nó đều có những cái thuốc liên quan tới CVB, ít nhất là một, tại vì thường là HIV nó ba thứ thuốc, nhưng mà trong đó là nó hay có cái đám tenofovir à, hoặc là TAF này lắm, cho nên nếu chúng ta điều trị CVB mà chúng ta không tầm soát HIV đó thì vô tình chúng ta làm cho bệnh nhân bị lờn hết một một món thuốc trong cái công thức ba thuốc để điều trị HIV cho người ta. Chính vì vậy mà người ta khuyên là điều trị CVB đó, thì nếu những cái đối tượng mà chúng ta nghi ngờ có nguy cơ đó thì chúng ta phải tham vấn để test HIV. Còn CVB ở xứ mình á, CVB mạng xứ mình thì phần lớn là gì, là ngây thơ vô tội, mẹ lây cho từ nhỏ cho tới lớn, cho nên là cho tới bây giờ mình vẫn không khuyến cáo là viêm gan B mạng thì tầm soát HIV, nhưng mà nếu mà B cấp á, thì nên tầm soát nha, tại vì mới có quan hệ hay là có cái gì lây nhiễm gì mới đây, B cấp mà thì nên lưu ý HIV. Còn B mạng thì lại do lây từ nhỏ thì lúc đó là ngây thơ vô tội rồi, nhưng mà dù sao test được thì vẫn tốt ha, kiểm tra được nếu người ta đồng ý kiểm thì vẫn tốt hơn. Còn đồng nhiễm CVB và CVC thì cái này chúng ta sẽ nói lại kỹ hơn ở trong bài CVC.
Nhưng mà mình cũng nói sơ sơ, cái này là mình cắt dán cái phác đồ của CVC bởi vì nó sẽ cập nhật hơn cái phác đồ CVB năm 19. Thì cái phác đồ đồng nhiễm cả B lẫn C, phác đồ đồng nhiễm cả B lẫn C này á, thì nếu mà có tiêu chuẩn điều trị thì điều trị đồng thời bình thường cả B và C. Phép được nói lại cái chỗ này chút xíu, tức là đồng nhiễm siêu vi B và siêu vi C, thì cái này mình lấy phác đồ của siêu vi C cho nó cập nhật hơn. Thì ngắn gọn có 3 ý thôi, nếu mà hai bên BC đều đủ tiêu chuẩn điều trị thì xử cả hai đứa và độc lập nha. Chỉ lưu ý cái tương tác thuốc tí xíu mình sẽ nói sau, tức là vẫn sử dụng cái phác đồ bình thường. Trường hợp nếu mà đồng nhiễm mà siêu vi B chưa đủ tiêu chuẩn điều trị, chưa có đủ tiêu chuẩn điều trị, thì lúc đó mình sẽ gọi là điều trị dự phòng. Điều trị dự phòng, và nếu là dự phòng thì chúng ta sẽ ngưng khi mà kết thúc điều trị siêu vi C khoảng 12 tuần. Còn nếu mà trường hợp HBSAG âm tính thì chỉ có anti-HBC total dương thôi đó, thì trường hợp đó cái nguy cơ nó bị bùng phát trong cái quá trình điều trị siêu vi C nó rất là thấp, cho nên không có dự phòng mà chúng ta chỉ cần theo dõi. Thì đây là một cái đặc điểm cũng cũng khá là đặc biệt của siêu vi B, tức là siêu vi B khi mà nó đồng nhiễm với siêu vi C đó thì là nó bị con siêu vi C đè đầu cởi cổ, nó không có là hoạt động gì cả, nó không có tấn công gì nhiều. Nhưng mà khi chúng ta gỡ bỏ con siêu vi C thì siêu vi B giống như là nó được giải tỏa áp lực, nỗi niềm ấm ức bao nhiêu lâu nó thì nó sẽ bùng lên, nó hoạt động rất là dữ dội ha. Thì đây là một cái đặc điểm của siêu vi B. Vậy con này nó nhiều cái chuyện nó kỳ quái lắm ha. Rồi bây giờ chúng ta lưu ý một chút xíu về cái chuyện tương tác thuốc, thì đây mình cắt dán luôn chính thức ở trong cái Trời phác ơi, đồ cho của vô tô đi em. thì cái venbatoxvir là nói chung venba là đi, là chúng quý đồng nghiệp sẽ gặp trong bài siêu vi C đó. Thì những thuốc điều trị siêu vi C đó thì nó đều làm tăng cái độc tính của tăng nồng độ của TDF và nó làm tăng độc tính đối với thận. Thì đó là cái khuyến cáo, cho nên đặc biệt nhất là cái ladifoxvir thì nếu mà độ lọc thận nó kém dưới 60 thì là không cho sử dụng ha. Và nếu mà đồng nghiệp coi theo tương tác thuốc này thì thấy là nó đều được khuyến cáo là trọng không có sử dụng. Thì nói ngắn gọn lại là nếu phải sử dụng đồng thời vừa điều trị B vừa điều trị C, tại vì C thì đợt sau thì quý đồng nghiệp sẽ được biết, tức là C nó điều trị có thời gian thôi, thì tạm thời trong cái thời gian điều trị C thì thôi chúng ta chuyển qua cái TAF vậy cho nó đỡ bị ảnh hưởng. Còn đồng nhiễm B và D thì ở đây là mình xin cắt dán toàn bộ luôn, chính xác văn bản của nhà nước luôn. Thì xét nghiệm siêu vi D, nếu mà quý đồng nghiệp xem cái bài hôm trước thì mình nói là WHO là họ cho tầm soát liền, tức là phát hiện có siêu vi B là có tầm soát HIV, anti-HCV và anti-HDV luôn. Nhưng đối với trường hợp ở Việt Nam mình thì mình xét nghiệm trong những cái tình huống nào khi mà mình, tại vì mình biết siêu vi D nó có thể nó đồng nhiễm hoặc là nó bội nhiễm trên người đã mang siêu vi B, còn không có siêu vi B là coi như không có siêu vi D. Siêu vi D là đứa không toàn vẹn, nó phải đi theo siêu vi B thì nó mới xâm nhập được và nó mới hoạt động được ha. D là đứa ăn theo. Như vậy thì về nguyên tắc là hễ có B thì sẽ có nguy cơ có D, cho nên là người ta khuyến cáo tầm soát theo Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng ở Việt Nam mình thì không có tầm soát chung như vậy, mà khi nào chúng ta thấy chúng ta đã điều trị siêu vi B nó ổn rồi mà men gan nó không ổn, có cái gì đó cấn cấn ở đây, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ tới thủ phạm là có thể có con D đi kèm con B mà chúng ta bỏ sót hay không. Mặc dù là nếu quý đồng nghiệp để ý những cái mã ICD trên 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 cái toa thuốc của bệnh nhân được làm bảo hiểm y tế á, thì luôn luôn có là viêm gan hay nhiễm B mạng gì đó không đồng nhiễm HDV, thì mình gắn nó cho vậy thôi chứ thực tế là chả có bác sĩ nào làm tầm soát siêu vi D cả, mà mình không làm coi như mình không biết, mình nói người ta không có nha. Đó thì mình, nếu mà quý đồng nghiệp nào để ý cái mã ICD trong trong những cái toa thuốc bảo hiểm y tế thấy luôn luôn có dòng chữ là không đồng nhiễm HDV là vậy đó, là mình giả bộ mình nói thôi. Và khi nào thì chúng ta làm chỉ khi nào chúng ta thấy có cái gì đó nó cấn cấn, nó không ổn, điều trị về siêu vi B ổn mà nó không ổn, hoặc là những đối tượng quá nguy cơ ha, có nguy cơ như nhiễm HIV, tiêm chích gì đó thì mình có thể nghi ngờ thì mình sẽ tầm soát siêu vi D. Và nếu tầm soát mà có anti, mình chỉ tầm soát bằng kháng thể trước thôi, nếu anti HDV dương tính thì lúc đó mới làm tới cái định lượng RNA HDV, và nếu mà cái tải lượng cao, nồng độ cao thì có điều trị, là điều mà bây giờ mình chỉ có một món để điều trị là PEP thôi nha. Còn nếu mà siêu vi B cũng có chỉ định điều trị thì chúng ta điều trị siêu vi B như thường thôi, hoặc là anti hoặc tenofovir rồi. Và cái này là cái chia sẻ thật lòng với mình, là mình không hề điều trị bệnh nhân siêu vi D nào cả, cho tới bây giờ mình chưa từng điều trị bệnh nhân siêu vi D nào cả. Và trong thực tế là mình thấy là kiểm tra siêu vi, nói chung kiểm soát siêu vi B tốt thì siêu vi B
thì CBD thì nói chung là không không có cơ hội. Phần lớn là vậy, về nguyên tắc CBD mình kiểm soát tốt. Cái nữa là thường nếu mà nó không ổn, khi mình điều trị CBD không ổn, tức là xin lỗi, khi mình điều trị CBD ổn mà men gan không ổn, tức là nồng độ CBD là dưới ngưỡng mà men gan tăng cao, thì ở xứ mình không phải gặp CBD là thủ phạm đâu, mà là thường là cái vấn đề gan nhiễm mỡ. Và chính vì vậy mình đã dành một buổi để nói chuyện gan nhiễm mỡ đó. Cái CBD ổn mà men gan tăng thì thứ nhất là rất là sợ là gì, phải coi lại CVC, tại CVC là đứa mình có thể xử được ha. Rồi nếu bệnh nhân nguy cơ những đám nguy cơ này thì ra quý đồng nghiệp nên tầm soát HIV. Còn CVD thì thật ra thì tùy, muốn làm thì làm, nhưng mà làm để làm chi? Tại vì thật sự là PET interferon bây giờ điều trị cũng cũng khó khăn lắm, thuốc mua cũng khá là khó ha. Chi phí thì rất là cao mà hiệu quả là dưới 30% nếu điều trị CBD bằng thuốc này, dưới 30% tác dụng phụ. Thì giờ bây giờ nhớ lại cái thời thời kỳ trước 2016 mà phải điều trị CVC bằng bằng cái nhóm interferon mà còn hải hùng, tức là rất là khổ, rất là khổ đó. Chính vì vậy mà mình chưa từng điều trị CBD bao giờ cả, đó là chia sẻ của quý đồng nghiệp, cho nên đừng hỏi mình có kinh nghiệm gì cả, không hề. Còn khi nào có thuốc mới, biết đâu sẽ có một cái kỷ nguyên mới và có thuốc uống đơn giản điều trị CBD giống như là thuốc điều trị CVC bây giờ đã có, thì có lẽ là chuyện nó sẽ khác. Còn câu chuyện bây giờ thì CBD thì nói ra cho nó đủ vậy thôi, chứ điều trị nó vô cùng khó khăn. Bây giờ chuyện này mới là quan trọng đây, tức là những bệnh nhân mà sử dụng thuốc đắp có ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch, tức là nôm na là thuốc ức chế miễn dịch đó, thì quý đồng nghiệp nhớ là đối với những người mà có HBs dương, cho dù là dùng một thuốc rất là đơn giản là corticoid liều thấp có nghĩa là dưới 10 luôn, ví dụ liều tương đương prednisone 10 thì dưới 10 prednisone mỗi ngày đó mà kéo dài trên 4 tuần thì cũng tính là có nguy cơ bùng phát rồi, tức là nó nhảy tới mức như vậy. Một người có HBs dương và dùng prednisone liều tương đương là 10 mg prednisone, nó dưới 10 mg mà kéo dài trên 4 tuần là đã phải điều trị dự phòng rồi. Còn nếu HBs âm mà anti HBC dương đó, thì đó nó liệt kê ở đây, mình liệt kê một số những loại thuốc. Nhưng mà có một cái cứ hay nhấn mạnh, tại vì corticoid mình hay xài lắm vì rất nhiều lý do, cho nên nhấn mạnh với đồng nghiệp là đối với HBsAg âm, nhưng mà quý đồng nghiệp mà vì bệnh nhân phải xài prednisone mà cỡ chừng 10 trở lên thôi, 10 là cũng coi như là liều, cũng là thấp liều duy trì đó. Nếu mà xài prednisone liều 10 trở lên mà kéo dài trên 4 tuần thì cũng phải điều trị dự phòng nha. Tức là cái chuyện này rất là cẩn thận. Chính vì vậy mà mình nói là mình phải làm anti-HBC total là như vậy đó. Để mình có người khi HBs ra lên của người ta âm tính, người ta chỉ có anti-HBC dương thôi mà mình không biết chuyện này. Rồi người ta vì những cái bệnh gì lặt vặt đó uống prednisone cỡ liều thấp bình vậy, kéo dài người ta bị bùng phát CV thì thật là oan uổng ha. Chi bằng là mình biết người ta có cái tiền căn nhiễm, mặc dù người ta không còn nhiễm nữa nhưng tiền căn nhiễm. Thì thứ nhất là để đi hỏi cho ra là lây từ ai, để đi tìm nguồn lây và phát hiện người bệnh. Và cái quan trọng là lỡ xui sau này có bệnh gì liên quan tới thuốc ức chế miễn dịch, mà đơn giản nhất là những loại corticoid, thì người ta có ý thức để đi gặp bác sĩ chuyên khoa gan liền để cẩn thận xem có phải dự phòng hay không. Thuốc thì nó cũng đơn giản y như là mình điều trị thôi, hoặc là tenofovir hoặc là anticavir, và nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt thì trong phác đồ của Bộ Y tế mình thì nói tối thiểu là khoảng 2 tuần, có tài liệu thì nói cho phép là 1 tuần, nhưng mà nói chung đã dự kiến xài thuốc ức chế miễn dịch và phát hiện có CV hoặc là HBsAg dương hoặc là anti HBC total dương thôi thì cũng nên đã sử dụng càng sớm càng tốt. Và sau khi ngưng thuốc ức chế miễn dịch thì không phải duy trì thêm trung bình là khoảng 6 tháng, nhưng mà những trường hợp mà những cái thuốc có nguy cơ cao như thuốc ức chế tế bào B đó thì thậm chí là quý đồng nghiệp phải duy trì 12 và thậm chí có tài liệu nói tới 18 tháng. Mà ngưng thuốc xong vẫn phải tiếp tục theo dõi, tức là mình duy trì rồi, tức là ngưng thuốc ức chế miễn dịch rồi mình duy trì thêm tenofovir hoặc là entecavir 12 18 tháng rồi. Ngưng loại thuốc dự phòng này vẫn coi chừng sau khi ngưng 12 tháng nữa, tức là cái nguy cơ nó tái hoàn rất là ghê. Cái con CVB nó, bởi vì mình biết đó, nó là cái DNACCC, một cái anti HBC dương là nó có DNACCC. Và có một chuyện này còn kinh khủng hơn, là gì, là cái CVB thể ẩn. Định nghĩa CVB thể ẩn khi nào quý đồng nghiệp có một trường hợp HBsAg âm và nhưng mà mình làm định lượng DNA HBV nó dương, thì thường á cái này là HBsAg nó âm bởi vì là cái xét nghiệm mình nó không có đủ nhạy thì mình sẽ gặp nó âm nha. Còn cái định lượng HBV DNA nó dương á, thì chúng ta phải làm bằng những cái xét nghiệm khá là nhạy thì mình mới phát hiện nó dương. Thì bởi vậy người ta mới gọi là dùng thể ẩn là vậy, tức là thật sự là nó không có đáng kể đâu, nó rất là ít,
cái tải lượng siêu vi cũng rất là ít, là nó không đáng kể, thì mình gọi là thể ẩn. Nhưng mà cái chuyện này mới đáng sợ, tức là trong cái thể ẩn này một khi HBR nó âm, tức là coi như là cái cơ thể đã bị siêu vi B chui vô rồi, nhưng mà bây giờ nó thấp quá không phát hiện nữa, thì chỉ 80% thì nó có những cái kháng thể nó lòi ra cho mình nhận diện nó, hoặc là anti HBS dương tính, hoặc là cái quan trọng chúng ta vẫn nói nè là anti HBC total nó dương tính cho mình thấy. Nhưng khổ thay nó chỉ có 80% thôi, mà có tới 20% nó nhiễm thể ẩn như vậy, nhưng mà nó không có một cái phản ứng nào về huyết thanh cả. Anti HBS cũng âm và anti HBC cũng âm luôn. Như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ tầm soát bằng bộ ba như thế này, giống như mình khuyến cáo lúc đầu mà tầm soát CV á, thì thật ra là sẽ bỏ sót. Bởi vì 20% này nó không có cái gì dương cả, không có cái dường dương cả. Thì có câu chuyện đau lòng nó đã xảy ra, mình đã chứng kiến là một bệnh nhân nam mới điều trị thành công cái bị lympho mới điều trị thành công xong, tức là nói chung kết quả là bác sĩ khen lắm, điều trị đáp ứng rất là ngoạn mục, chưa kịp mừng thì bị bùng phát lên vàng da vặt mắt và vô bệnh viện xác định là đúng là một cái viêm gan siêu vi B mạng bùng phát. Và người nhà thì nói chung là cũng rất là hiểu biết, giữ toàn bộ những cái hồ sơ giấy tờ, thì rõ ràng là cái người này trước khi mà được điều trị những cái thuốc ức chế miễn dịch điều trị lympho là bộ ba này là âm tính, bộ ba này là âm tính, bởi vậy bác sĩ đâu có đặt vấn đề điều trị dự phòng gì đâu ha. Thì đó, nhìn vô đó là mình nghĩ ngay tới gì, nó rơi vô 20% rủi ro này rồi đó. Chính vì vậy, ví dụ nếu mà mình làm bộ ba này mà có anti HBC dương, ví dụ như quý đồng nghiệp mục đích là tầm soát để mình điều trị dự phòng khi mà người dùng thuốc ức chế miễn dịch, mà quý vị làm bộ ba này mà đã có anti HBC rồi thì mình đã cân nhắc mình điều trị dự phòng rồi, nhưng mà lỡ mà nó âm hết luôn rồi cái mình đinh 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 là không có dính dáng gì hết, mình điều trị dự phòng thì lúc đó tội cho bệnh nhân lắm. Thành ra lúc đó chúng ta phải làm thêm cái định lượng DNA, mặc dù cái này cho tới bây giờ mình không có được đọc một cái tài liệu phác đồ nào khuyến cáo chuyện này cả, mặc dù là người ta vẫn cứ nói thể ẩn là 20% không có kháng thể, và mình đã chứng kiến một cái chuyện hết sức là đau lòng, tức là tốn kém biết bao nhiêu tiền của để điều trị thành công một cái lympho bệnh ác tính như vậy mà cuối cùng lại bị không cứu được, là bị một cái viêm gan B bùng phát không cứu được, trong khi chỉ cần một viên thuốc mà thôi. Cái chuyện nó hết sức đau lòng, cho nên là cái này thì xin nhắn nhủ những đồng nghiệp mà ở cái lĩnh vực nào mà có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch đó, bên huyết học ung thư gì đó, quý đồng nghiệp đừng có làm ba cái này không mà ngưng. Nếu ba cái này mà có chuyện anti HBC hoặc HBS thì quý vị đã mời bên chuyên khoa nhiễm qua hội chẩn rồi để điều trị dự phòng, là cái chuyện đó là cái quy trình rồi. Nhưng mà nếu quý đồng nghiệp chỉ làm có ba cái này mà âm hết á, rồi mình chẳng cần mời ai tự mình xử á, thì coi chừng á. Thành ra là mình giải thích cho người nhà hiểu, bỏ thêm 1 triệu mấy đi làm cái định lượng DNA H3V bằng kỹ thuật thiệt là kỹ 10 IU/ml đi, để khỏi bỏ sót cái chuyện đau lòng này. Không bảo hiểm nào chi trả thì cái tiền mà điều trị mình biết rồi, nó còn tốn biết bao nhiêu, trong khi tốn có 1 triệu mấy để làm, để không ân hận về sau. Và cái này là nó tới 20% những tình huống nhiễm ẩn chứ không phải là không nha. Thành ra mình nhắn nhủ cái này cho những đồng nghiệp mà là nói cái lĩnh vực sử dụng thuốc chế miễn dịch đó, nhớ giùm mình cái này. Đây, nhìn vô phác đồ của Bộ Y tế nè ha, đó nói rất là đơn giản, cũng chỉ có bộ ba thôi, cũng chỉ bộ ba thôi chứ chả có nói gì thêm hết. Và đây là họ liệt kê ra tất cả những thuốc, thì nói chung là cái dòng ngắn gọn mà mình nói với đồng nghiệp có, thiệt ra là từ cái hai cái trang dài dòng này đó mình gom hết nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nói chung là có nguy cơ là mình gom vô cho quý đồng nghiệp dễ dễ nhớ thôi. Còn nếu ai muốn chi tiết thì đọc kỹ hết cái bản phụ lục này của Bộ Y tế mình ha, nó sẽ đầy đủ chi tiết. Rồi, bây giờ nói tới một một nữa là thất bại điều trị. Thì khi nào nói thất bại điều trị? Cái thứ nhất là không đáp ứng ngay từ đầu. Thì định nghĩa là nếu điều trị 12 tuần mà cái tải lượng siêu vi nó không có giảm dưới 10 lần á, thì là coi như đi. Chính vì vậy mà trong cái theo dõi khi mà điều trị thì quý đồng nghiệp thấy là Bộ Y tế mình có cho phép, các đội Bộ Y tế mình cho phép là định lượng siêu vi B sau 12 tuần đó. Thì đó là chuyện nếu chúng ta ngày xưa thôi, khi nào mình xài Lamivudin á, thì hỏa may hoặc là những người đã từng xài Lamivudin mà xài qua Entecavir đó, thì cũng có nguy cơ là nó không đáp ứng. Chứ còn tenofovir cho tới bây giờ thì hầu như không có ca nào mà không đáp ứng hoặc là kháng, thậm chí cả kháng thuốc. Thì tùy với đồng nghiệp thôi, nếu mình cẩn thận, mình muốn cho bệnh nhân được kiểm 12 tuần thì vẫn được bảo hiểm y tế chi trả ha. Và đó là xác định nếu mà không giảm dưới 10 lần thì là coi như là không đáp ứng nguyên phát, và chúng ta phải phải xử trí thay đổi. Còn cái đáp ứng một phần có nghĩa là mình điều trị
khoảng 44-48 tuần là nhiêu là một năm rồi đó. Mà nó có giảm nhưng mà nó vẫn trên ngưỡng, thì cái này gọi là đáp ứng một phần. Nhưng mà sau này người ta thấy là đối với những cái thuốc mà gọi là có hàng rào bảo vệ kháng thuốc tốt như tenofovir hoặc entecavir đó, thì chỉ cần là cái tải lượng siêu vi nó dưới 2.000, tức là coi như là đã ức chế được và không có tình trạng viêm gan hay xơ hóa gì đáng kể, thì không có cần thay đổi thuốc, là mình chấp nhận là nó dưới 2.000 là được ha, với điều kiện là nó không có xơ hóa xấu hơn, không có hiện tượng viêm gan thì không có cần đổi thuốc. Rồi cái chuyện bùng phát siêu vi thì khi nào mà nó đang yên ổn mà cái tải lượng siêu vi đột ngột nó tăng 10 lần so với cái giá trị thấp nhất mà lúc trước nó đã đạt được đó, thì là mình coi như là bùng phát siêu vi và lúc đó cũng phải cần xử trí. Thì khi mà nói là không đáp ứng hay thất bại gì đó, nhưng mình nói là cần phải có kỹ thuật đáng tin cậy. Nhưng mà cái kỹ thuật đáng tin cậy thì quý đồng nghiệp không chỉ nhìn vô cái ngưỡng phát hiện, nhưng có lần mình đã chia sẻ đó, tức là ngưỡng phát hiện chuẩn bây giờ là 10 IU mililít đó, kỹ thuật về còn chê gì nữa. Nhưng mà lỡ nó sai ở cái khâu ráp tên lấy mẫu hay là ra đổ kết quả gắn vô thì sao, nó lộn tên bệnh nhân thì sao, nó lộn mẫu bệnh nhân thì sao, nó đủ thứ chuyện nó sai đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái kỹ thuật nó đáng tin cậy hay không đáng tin cậy đâu. Thành ra là đừng bao giờ chỉ dựa vào một kết quả mà chúng ta kết luận là bệnh nhân thất bại ha. Đó là chưa kể là hỏi kỹ bệnh nhân coi có tin nổi bệnh nhân không nha. Bệnh nhân là không bao giờ mà thừa nhận mình bỏ thuốc đâu, cho nên cũng phải là cả một cái nghệ thuật truy hỏi làm sao để người ta xác nhận cho mình là người ta có tuân thủ hay không, và phải bảo đảm là kỹ thuật là đúng, người ta có tuân thủ thì chúng ta mới kết luận là kháng thuốc, và nếu đã kết luận thì là phải xử trí ngay. Và cái chuyện xác định có kháng hay không kháng kiểm tra lại là quý vị phải xác định tích cực trong vòng 4 tuần. Còn cái tìm bằng kỹ thuật giải trình tự gen thì thực tế là bây giờ nhất là tenofovir thì mình cũng chưa thấy ai làm cả nha, mà tenofovir nó cũng cực kỳ hiếm. Thì ở đây là nguyên văn của phác đồ của Bộ Y tế mình cắt ra cho quý đồng nghiệp xem, thì trong này mình muốn nói lưu ý quý đồng nghiệp ở cái chỗ là ngoài cái chuyện là tải lượng tăng lên 10 lần so với trị số thấp nhất đó, thì ở đây thì phác đồ mình có nói lên là trên 100 sau khi đáp ứng virus đạt mức dưới ngưỡng phát hiện, thì có nhiều đồng nghiệp sẽ bị lấn cấn cái chuyện này đó, tại vì hiện tại ở mình á mình có nhiều cái ngưỡng phát hiện lắm chứ không phải là mình chỉ cái là cái ngưỡng 10 thôi. Nếu là ngưỡng 10 thì trên 100 là đúng là nó tăng hơn 10 lần rồi, nhưng mà chúng ta đâu có phải ai cũng xài cái ngưỡng 10, cho nên chúng ta phải coi cái ngưỡng trước đó là bao nhiêu để khi mà người ta tăng trên 100 thì chúng ta hãy kết luận. Mình đã có gặp cái tình huống là cái ngưỡng bệnh nhân thật ra điều trị rất là ngắn, mới có điều trị khoảng chừng 1 năm thôi, thì lúc mà bệnh nhân 6 tháng thì bệnh nhân là làm cái định lượng dưới ngưỡng, nhưng mà cái ngưỡng đó là 300 copy, tính ra là tương đương là 50 IU. Rồi tới khi bệnh nhân được được 6 tháng nữa, tức là điều trị đủ 1 năm, thì bệnh nhân lại làm cái kỹ thuật chính xác là ngưỡng là 10 IU á, thì lúc đó bệnh nhân phát hiện ra là 100 lẻ mấy, 100 lẻ mấy IU ml á, thì như vậy trên 100 thì mình có nói là người ta thất bại là bùng phát virus hay không? Đâu có phải, tại vì lúc trước là ngưỡng là 300, lỡ người ta là 49 hay 50 xấp xỉ cỡ đó thì bây giờ người ta chỉ có 100 lẻ mấy, thiệt ra thì nó cũng đâu có phải là tăng tới ý nghĩa là bùng phát nha. Và cái chuyện này theo mình biết là chắc là cắt từ cái này ra nè, tức là Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ đó thì họ có cái quy định 100 này đó, nhưng mà 100 của họ họ nói rằng nó họ nói rõ ràng là cái ngưỡng của họ là 10 ha, người ta mình áp dụng thì mình phải cho nó rõ ràng trên 100 với cái điều kiện cái ngưỡng là 10 mới được, chứ không nó nói chung chung được rồi. Tại vì sao? Thất bại điều trị là phiền phức vô cùng, người ta uống một thứ thuốc đã mệt rồi, mình còn đổi tới đổi lui, hoặc là ví dụ như đã xài tenofovir rồi đó, mà kháng là thường là chúng ta đôi khi chúng ta phải phối hợp thôi, chứ không cái cách nào khác hết, phải uống thêm một viên nữa, phải uống lên một viên nữa, hoặc là ăn tê hoặc là lâm y, mà thông thường là nên dùng entecavir. Và xin lưu ý với quý đồng nghiệp là không có nên phối hợp ngay từ đầu, nếu mình không có cơ sở bằng chứng nghi ngờ kháng thuốc, thì tại vì có một số đồng nghiệp á, có quan niệm là thấy bệnh nhân bị viêm gan bùng phát suy gan nặng quá, nói là lỡ mà mình xài một thứ mà nó không không ăn thì bệnh nhân chết, cho nên thôi đánh lầm đánh kỹ đi còn hơn bỏ sót. Thì sự thật không phải là như vậy, tại vì một cái tenofovir cực kỳ hiếm là nó kháng thuốc mà hầu như không có luôn. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta bỏ thuốc đặc trị vô mà cái diễn tiến bệnh nhân, những bệnh nhân viêm gan bùng phát mà không cứu được á, là do bản thân cái tổn thương gan nó quá nặng nề thôi. Bằng chứng là quý đồng nghiệp bỏ thuốc tenofovir vô á, thì mình sẽ thấy, mình kiểm tra theo dõi sẽ thấy cái tải lượng siêu vi là nó xuống liền, nhưng cái tình trạng chức năng gan nhiều người họ đã quá nặng rồi, trên cái nền họ đã xơ gan, thậm chí xơ gan mất bù, họ quá nặng rồi thì họ không cải thiện được, tức là họ vẫn tiếp tục diễn tiến xấu dẫn tới những cái biến chứng
nhiễm trùng bán xuất huyết tiêu hóa, mặc dù là định lượng siêu vi của họ đã giảm rất là thấp nha, cho nên không có nghĩa là chúng ta thấy bệnh nặng mà chúng ta phối hợp ngay từ đầu, cái chuyện đó là không có đúng. Rồi là không có, trừ khi nào chúng ta có bằng chứng là kháng thì chúng ta phối hợp thôi. Và một chuyện nữa là cũng hay gặp là quý đồng nghiệp thấy men gan nó tăng không ổn, cái lo lo kháng thuốc cái phối hợp luôn. Thì ra nếu mà định lượng dưới ngưỡng thì nó đâu phải kháng thuốc, nếu định lượng đã dưới ngưỡng rồi mà men gan không ổn thì phải đi tìm đứa khác gây bệnh ha. Mà hàng đầu ở xứ mình xin thưa quý đồng nghiệp đó là gan nhiễm mỡ đó, nghĩ chuyện đơn giản trước đi, gan nhiễm mỡ, viêm gan nhiễm mỡ là nó tăng men gan, mà nó tăng gan nhiễm mỡ là tăng ALT chứ nó không tăng A, từ khi nào do rượu nó mới tăng AST thôi, cho nên mình hay bị lầm, mình cứ nghĩ là siêu vi nó có vấn đề gì đây đó, thành ra chú ý gan nhiễm mỡ và một số những bệnh khác thì trong đó cũng có kể cả là siêu vi D, nhưng mà siêu vi D tìm ra rồi không biết sao mà chữa cũng buồn lắm. Thành ra gan nhiễm mỡ là dễ xử, là viêm gan tự miễn cũng có hướng, Wilson cũng có hướng, còn đồng nhiễm siêu vi D thì tìm ra thì cũng rất là ngậm ngùi đây. Và đây là mình cắt dán toàn bộ luôn cho quý đồng nghiệp đối chiếu ha, thì cái đây là cái phác đồ của Bộ Y tế mình, rõ ràng kháng sao phối hợp sao, còn ở đây là của Tổ chức Y tế Thế giới thì mình nhìn đưa cho quý đồng nghiệp thấy để mà thấy là gọi là cái vai trò tối ưu của cái đó tenofovir. Tenofovir nếu mà đột biến ha, vị trí mà bị đột biến cả đống chỗ này nè thì nó vẫn ngon lành, nó vẫn nhạy như thường, nhưng mà nó chỉ bị cứng ở hai cái vị trí đột biến này thôi, nó vị trí hai đột biến này thì nó chỉ là không phải là kháng nhưng mà nó nhạy trung gian thôi. Thì một cách mà để nhận ra nếu mà mình không có làm để giải trình tự để tìm đó, thì quý đồng nghiệp để ý ngày xưa đó, cái người nào mà đã kháng adefovir rồi đó ha, người nào mà đã kháng adefovir là nó rơi vô cái đột biến này nè, đã kháng adefovir rồi mà quý đồng nghiệp đổi qua cái nhóm tenofovir thì đúng là nó đáp ứng không tốt thiệt. Nó đã kháng adefovir thì thông thường là mình xài một thứ tenofovir không yên, mà cũng không nên xài một thứ antikavir, mặc dù là khi nó kháng nó đột biến ở vị trí này thì antikavir vẫn là nhạy ngon lành nha, thì vẫn xài antikavir được, nhưng mà antikavir xài đơn thuần cũng rất là nguy cơ dễ bị kháng, cho nên thường là nếu mà teno đã là không vững thì chúng ta phối hợp hai hai anh này với nhau là an toàn cho bệnh nhân nhất, tức là phác đồ mà an toàn đối với CVB bây giờ là tenofovir và antikavir là cái phác đồ an toàn nhất. Rồi có cái này thì không có phác đồ của Bộ Y tế mình không nói, nhưng mà mình thấy nhiều đồng nghiệp băn khoăn và nó liên quan tới chuyện đi khám sức khỏe để xin việc của người ta lắm á, cho nên là mình mới nói thêm cái này là của WHO quy định ha. Thì WHO quy định là gì, những cái nghề nghiệp nhất là nhân viên y của mình á, tức là có nguy cơ tiếp xúc là những cái thao tác ví dụ gia sĩ hay bác sĩ phẫu thuật gì đó, tức là có những cái nguy cơ tiếp xúc sâu với bệnh nhân á, thì có thể là gây lây chính bác sĩ hay nhân viên y tế mình lây, làm lây cho bệnh nhân hay không, thì người ta khuyên là những cái trường hợp này đó là nên tốt nhất là điều trị, tức là có thể người này chưa có chỉ định điều trị nhưng mà vì cái nghề nghiệp của người ta thì người ta nên điều trị làm sao tốt nhất là dưới ngưỡng phát hiện, hoặc là ít nhất thì nó cũng dưới 2.000, thì như vậy thì lỡ có xảy ra những cái tiếp xúc, những cái tai biến, cái biến cố sự kiện gì đó thì cái nguy cơ gây lây cho người khác nó cũng thấp đi ha. Thì cái này là nếu mà đồng nghiệp nào làm ở lĩnh vực mà đi khám sức khỏe để gì gì đó thì lưu ý cái tiêu chuẩn này nha, thì có nhiều người họ họ bị kỳ thị là tại họ mang CVB họ không được làm việc đó. Rồi cái chuyện này mới tin luôn, là tại nhân vừa rồi có một đồng nghiệp thắc mắc về cái chuyện nhận tạng ghép tạng gì đó, cho nên là mình bổ sung thêm cái này, thì cái này là mình cắt từ trong của Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ 2018, chứ còn thu thì họ không nói động gì tới chuyện này hết. Thì quý vị lưu ý là người ta phân biệt hai chuyện là ghép gan hay là không phải là gan nha. Nếu là ghép gan thì sao, tất cả những cái người bệnh nhân mà có HBsAg dương tính rồi đó thì là coi như là phải dự phòng, mà phải dự phòng bằng kiểu gì, trước khi ghép gan đó phải dự phòng vừa thuốc uống ha, và có thể là phải dùng cả cái kháng thể, tức là HBIC luôn, có thể là có hoặc không có thể, nhưng mà nếu những cái trường hợp mà nguy cơ cao ví dụ như đồng nhiễm siêu vi D HIV luôn đó thì có nguy cơ sẽ diễn tiến xấu sau khi mà ghép á, thì người ta khuyến cáo là phải phối hợp luôn cả hai, tức là vừa thuốc uống của HBG ha, vừa HBG. Thì đó cái chuyện này là tới mức ghép gan là chúng ta biết rồi, là ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà có một cái chuyện này với đồng nghiệp lưu ý là một người không có bị siêu vi B gì hết, không có bị siêu vi B nhưng mà lại nhận một cái mảnh, nhận cái gan á, cái ghép là cái mảnh gan của một người
không có siêu HB RR âm nhưng mà có anti HBC total dương. Tại vì trời ơi có được một cái gan để hiến tặng hoặc là đổi ghép là mừng lắm rồi, cho nên đâu có kén chọn được. Thì cho dù anti HBC nó dương thì cũng ghép thôi ha, cũng phải ghép thôi. Thì trong trường hợp đó là phải điều trị dự phòng. Bởi vì sao? Thì chúng ta biết khi mà có anti HBC dương có nghĩa là có DNACCC trong cái nhân của tế bào gan, của cái gan mà được cho đó, đem đi cho đó, thì cái người nhận không có bị CVB gì hết mà nhận cái gan đó là lẫn cái DNACCC đó, cho nên là phải uống dự phòng. Và cái chuyện dự phòng là coi như suốt đời nha. Thì quý vị thấy liên quan tới cái gan là nói tóm lại là đơn giản nhất là phải dự phòng với lại cái uống nha, và trong trường hợp tích cực thậm chí là phải dùng cả HBG học nó. Rồi bây giờ nếu mà cái không phải là gan, nếu mà nhận một cái tạng không phải là gan thì cái người này không phải liên quan gì tới bệnh gan, thì trước hết là nếu người này chuẩn bị nhận một cái tạng khác chẳng hạn thận hay gì đó thì người này phải được kiểm tra trước đi, nếu có thời gian để kiểm tra, và tốt nhất là để chích ngừa ha, để chích ngừa sẵn đi. Còn nếu không được thì chúng ta tính tính sau. Mà có chích ngừa xong thì người ta cũng bỏ ngỏ, người ta cũng chẳng nói mà là có chích ngừa xong thì có dự phòng hay không, người ta cũng không nói, nhưng người ta khuyên là nếu còn thời gian thì chích ngừa một cái đi ha. Rồi còn ở đây là những cái người nhận á, những người nhận mà có HBSAg dương tính á, là nhận cái tạng khác không phải là gan, nhưng bản thân cái người đó có HBSAg dương tính á, thì là coi như dự phòng suốt cả đời luôn. Tại vì người này đã là có CVB, đã có CVB rồi thì cái nguy cơ này, dùng những cái thuốc mà ức chế sau khi ghép này nè, cho nên cái nguy cơ nó bùng phát rất rất là cao. Cho nên là đã là CVB rồi, mang CVB rồi, nhận cái tạng khác của một người hoàn toàn lành lặn bình thường không dính dáng gì ha, thì vẫn phải duy trì cái chuyện điều trị suốt đời. Rồi còn một cái trường hợp này hơi đặc biệt, với đồng nghiệp để ý nè, tức là người ta nói cái người nhận á mà không có CVB mà chỉ có anti-HBC dương thôi, nhận một cái tạng không phải là gan ha, nhận một cái tạng không phải là gan thì người ta lại không có nói chuyện điều trị, không nói chuyện dự phòng, hoặc là có chăng là chỉ có dự phòng trong một cái khoảng thời gian mà dùng cái ức chế miễn dịch sau khi ghép mà thôi đó. Cái này mình thấy nó hơi lạ. Rồi có một cái nữa là nếu mà cái người mà người nhận á, người nhận là anti HBC dương tính mà đi nhận một cái tạng giống như cái tình huống mà bạn nào đưa ra đó, tức là người đó hiến cái thận mà cái thận đó là có anti HBC dương, HBSAg âm nhưng mà có anti HBC dương, thì trong trường hợp đó thì người ta nói là cũng không có uống dự phòng, nhưng mà monitor tức là phải theo dõi, cái nào cũng theo dõi nha, phải theo dõi nhưng mà không có dự phòng. Thì cái tất cả những trường hợp mà không có dự phòng thì phải theo dõi tái phát bằng cách là theo dõi định lượng CVB rồi men gan này nọ đó, rất là một cái thời gian. Thì thật ra đó là chuyện của họ khuyến cáo, nhưng mà riêng mình chia sẻ, nếu mà cảm nghĩ của mình ha, thì thôi quý đồng nghiệp cho người ta uống viên thuốc dự phòng cho rồi đi, chứ chứ tối ngày đi theo dõi định lượng men gan này, nhất là cái định lượng nè rất là tốn tiền, rồi không biết người ta có tuân thủ để mà theo dõi định lượng hay không, rồi bỏ sót một cái nó công trình người ta ghép một cái tạng là nó khổ sở cực khổ biết bao nhiêu, tốn kém biết bao nhiêu, mà lỡ mà bị siêu vi nó bùng lên thiệt là oan mạng luôn á. Thành ra thôi là cứ điều trị dự phòng cho nó an toàn ha. Nên nói chung là mình đọc cái những cái khuyến cáo rồi tự mình suy nghĩ là trong cái hoàn cảnh thực tế mình làm sao cho an toàn nhất cho bệnh nhân, tức là không tốn kém, không nguy hiểm mà nó an toàn thì chúng ta thực hiện. Thì thật ra là người ta khuyến cáo vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là chắc tốt nhất là cứ uống uống dự phòng ha, uống dự phòng cho nên. Rồi bây giờ thì phòng ngừa, bây giờ nói tới chuyện là phòng ngừa lây nhiễm CVB. Và cái đặc biệt quan trọng nhất là cái CVB làm sao đừng có để mẹ lây qua cho bé nha. Thì biện pháp vệ sinh tất cả chúng ta đều biết rồi, cái biện pháp miễn dịch thì chúng ta phân biệt là trước tiếp xúc, tức là chưa gây nhiễm gì hết thì chúng ta chích vaccine, còn sau tiếp xúc, về nguyên tắc sau khi tiếp xúc đã bị lây nhiễm rồi thì là mình phải có vừa vaccine vừa HBG, và hai cái này là kháng nguyên kháng thể, cho nên phải tiêm bắp ở vị trí xa nhau, đó là nguyên tắc rồi ha. Nhưng chắc quý đồng nghiệp cũng biết ở Việt Nam mình thì người trưởng thành làm gì có HBIG đâu mà chích, tại vì nếu chích chúng ta phải dùng một lần cả 10 lọ ha, con nít còn có để chích thì người lớn làm gì có mà chích. Cho nên ở Việt Nam thì người trưởng thành chỉ là có xảy ra sự cố chưa kịp chích ngừa mà bị kim đâm, bị dao quẹt hay gì đó thì cũng đi chích ngừa thôi, chứ không hề có HBG, cái chuyện đó là rõ ràng ha. Rồi nhưng mà quý đồng nghiệp cũng đừng quá lo, nhà giàu đây, mình nói chuyện nhà giàu là Mỹ, khuyến cáo của Mỹ, Hiệp hội Gan Mật Hoa Kỳ 2018, thì thật ra họ cũng nói là cái chuyện mà phòng ngừa sau tiếp xúc á thì có hoặc không có HBG cũng được.
nha, có nói có hoặc không có cũng được. Và cái thời gian mà như vậy là nói tóm lại là cứ lỡ mà xảy ra sự cố mà mình chưa có kháng thể, mình chưa có được chích ngừa thì tốt nhất là lẹ làng đi chích ngừa đi. Thì cái thời gian mà cái khoảng thời gian chích ngừa, khoảng thời gian để mà tạo miễn dịch á thì cũng không có một cái giới hạn nào rõ ràng, nhưng mà họ khuyến cáo là đừng có quá 7 ngày nếu như những cái trường hợp mà tiếp xúc xuyên qua da, ví dụ kim đâm hay dao cắt gì đó. Còn nếu mà tiếp xúc qua quan hệ tình dục đó thì là không quá 14 ngày. Nên nói chung là cũng không có gì ghê gớm. Thì lỡ đồng nghiệp bị tai nạn nghề nghiệp mà chưa đi chích ngừa thì thôi cứ lo đi chích ngừa đi là tốt nhất ha, không có cần kiếm HPV đâu. Rồi còn vaccine thì vaccine ở đây có một cái điểm thú vị, mình thấy cái này là rất là mới nè, tức là họ cho liều vaccine cho người lớn mà sử dụng 4 liều, mà 4 liều này rất là đặc biệt, tức là chích liên tiếp là một buổi đầu tiên, một tuần lễ là 7 ngày sau chích nè, rồi cái mũi thứ ba là trong vòng từ 3 tuần cho tới 30 ngày, tức là coi trong vòng là từ 3 tuần cho tới 1 tháng là chích liên tiếp, trong một tháng đã chích 3 liều vaccine luôn, rồi sau đó một năm mới chích lại, là cái kiểu mà khẩn cấp. Trước đây thì mình thấy là có Anzerex B đó là được khuyến cáo là cái kiểu mà tai nạn khẩn cấp để chích để tạo kháng thể liền á. Còn cái này á, thì ở đây thì họ nói là cái sử dụng cái vaccine kết hợp cái Gingrix thì rồi họ họ có cái phác đồ này, thì đó là quý đồng nghiệp tham khảo. Rồi còn lại thì những cái phác đồ khác thì nói tóm lại là nếu bị tai nạn nghề nghiệp thì tóm lại là đi đi chích ngừa càng sớm càng tốt nha, và chọn cái nào thì tùy theo cái tình hình. Vaccine thì cái này chắc phải hỏi mấy bạn làm bên vaccine thì chắc sẽ rõ hơn mình cũng không có rành lắm. Còn lây nhiễm từ mẹ qua cho bé thì chắc là chúng tất cả chúng ta cũng được biết rồi ha, cái chuyện này nó rất là kinh điển luôn, tức là bé mà mẹ có HPV dương là phải được chích vaccine và HPIG ha. Còn mẹ mà tải lượng siêu vi cao thì ngay từ trong thai kỳ mẹ đã phải uống thuốc rồi. Còn tất cả những đứa bé chỉ cần mẹ nó HPV dương, bác sĩ sản khoa mà biết được là thai phụ đi sanh mà HPV dương là phải chuẩn bị HPIG để chích cho bé, không cần biết tải lượng siêu vi của mẹ nó là bao nhiêu. Và nguyên tắc là phải chích hai vị trí cách xa nhau thường trên cơ thể của bé và trong vòng 12 đến 24 giờ. Và cái HPG nó là cái kháng thể có sẵn cho nên không có vì lý do gì chúng ta trì hoãn vì vì vấn đề bệnh lý của bé cả. Rồi, nếu mà mẹ chưa có chỉ định điều trị thì đó là một cách dự phòng là uống trong thai kỳ như lúc nãy mình đã nói rồi nha. Rồi, ở đây là ghi cắt dán nguyên văn cho quý đồng nghiệp đối chiếu luôn là phác đồ của Bộ Y tế. Thì ở đây thì ghi rõ ràng là trong vòng 24 giờ, 24 giờ sau sinh. Và đó cái bà cái tải lượng thì cũng giống như là lúc nãy mình đã trình bày, riêng có một chuyện là người ta nói rõ thêm, tức là nếu uống thì từ tuần thứ 24 trở đi, còn nếu muộn hơn thì ít nhất là cũng 4 tuần trước sinh, 4 tuần trước sinh, đó là phác đồ của Bộ Y tế nói đã uống thì ít nhất là 4 tuần trước sinh là may ra nó còn có hiệu quả. Thành ra có đồng nghiệp hỏi mình là bây giờ bà coi như là dự sanh là sát đích tới nơi rồi, nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra tải lượng siêu vi của bả cao quá trời, vậy có cho bả uống không? Thì thôi kệ cứ uống đi, chứ chứ đâu có lý do gì để mà mình không cho người ta uống. Thì may ra, nhưng mà mình cũng nói là uống trễ quá thì không biết đi tới đâu, nhưng mà thôi có còn hơn không nha, tại vì chúng ta biết rồi, cái thuốc đó trong thai kỳ nó cũng không có cái gì là nguy hiểm hay chống chỉ định cả, cho nên thì uống được lý tưởng đúng chuẩn thì tốt, mà còn lỡ trễ quá thì thôi có còn hơn không, thôi cứ cho uống đi. Và thậm chí là cho uống cũng để giúp cho bà mẹ đó, tại vì bà sanh đứa con của bà ra xong nhiều khi bà lại bị bùng phát siêu vi sau sanh đó, cho nên thôi bà tới mình thì mình cứ cho uống luôn đi nha, các bạn đừng có băn khoăn quá là 24 tuần, 28 tuần hay là 4 tuần trước sanh gì cả. Nhưng mà hiệu quả thì phải nói trước để cho bà sau này bà đừng có đổ thừa tại sao ha. Rồi, và cái ở đây thì người ta cũng quy định theo dõi mẹ luôn đó, thì đó chúng ta biết rồi là sau khi sanh xong thì có nguy cơ là mẹ bị bùng phát, cho nên là men gan là phải theo dõi mỗi không có 4 đến 12 tuần đâu, mà thậm chí là mỗi 4 tuần đó mấy đồng nghiệp ơi, tại vì sau sanh là bà mẹ nào men gan cũng tăng hết trơn á, và thường cái tải lượng siêu vi thì mình sẽ kiểm tra lại trong vòng khoảng 6 tháng, 6 tháng sau sanh, hoặc là nếu mà mình thấy men gan nó tăng cao quá thì lúc đó là chúng ta là coi như là quyết định là điều trị luôn. Và có thể là cái tải lượng siêu vi chúng ta cũng không cần phải phải kiểm tra lại, tức là đã quyết định điều trị thì chúng ta trở về cái guồng máy kiểm tra giống như là cái định lượng siêu vi trong quá trình điều trị. Nhưng mà cái mốc mà người ta hay nói là kiểm tra là 6 tháng hay trong vòng 24 tuần sau sanh. Và có nhiều bà mẹ thì sau khi điều trị dự phòng như thế này, lúc đầu thì tải lượng siêu vi rất là cao, nhưng mà sau khi điều trị dự phòng như vậy thì lại men gan sau đó về bình thường và cái tải lượng siêu vi nó xuống thấp,
thì trường hợp đó thì mình cũng không bắt người ta uống kéo dài, thì để theo dõi coi như thế nào, nhưng mà luôn luôn nhớ một câu là phải theo dõi, chứ mình không có thể nói trước được nó yên lúc này nhưng mà nó lại bùng phát lúc sau nha. Rồi ở đây có những cái khuyến cáo là kiểm tra lại để cho bé có bị lây không, thì thường là 1 tuổi, tức là đã chích đầy đủ hết cái lịch rồi đó. Và ở đây cũng nói quy định rõ ràng là những người mẹ có HBR dương tính á, và sử dụng TDF á, thì không có chống chỉ định mà nuôi con bằng sữa mẹ gì cả. Nhưng mà quý đồng nghiệp cũng nên mở mặt ra một chút xíu. Thật ra thì nếu mà những cái trường hợp mà cái vú mẹ nó mà nứt nẻ chảy máu nhiều quá ha, hoặc là đứa bé mà nó sợ nó có xây xước gì trong miệng đó, thì chúng ta cũng phải thận trọng. Nhưng mà nếu mà có được HBG thì có thể không lo, tại vì bé nó đã có kháng thể được cho rồi. Rồi còn ở đây thì mình tham khảo thêm cái chuyện của nước ngoài. Thì đối với Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ đó, thì họ khuyến cáo là trong vòng 12 giờ chứ không phải 24 giờ nha. Ở Hiệp hội Hoa Kỳ thì họ khuyến cáo là 12 giờ sau sanh. Rồi còn bên Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì làm theo kiểu mà đại trà con nhà nghèo nè. Quý đồng nghiệp thấy là trước hết là xác định là bà mẹ, bà thai phụ là có, tức là người phụ nữ là hoặc là có thai hoặc là ở tuổi mà sanh nở thôi, thanh thiếu niên gì nữ là người ta cũng kiểm rồi. Nếu mà HBSAg mà dương là bắt đầu và phải phải theo dõi rồi. Thì nếu làm được cái định lượng hoặc là làm định lượng DNA hoặc là làm được HBE thì mới tính là chỉ cần HBEAg dương là có chỉ định điều trị, hoặc là HBR mà cũng HBR âm mà tải lượng siêu vi dưới 200 thì chỉ có chuyện này là không điều trị thôi. Còn cái này hoặc là tải lượng siêu vi cao hoặc là chỉ có HBR dương là đã điều trị, nếu như nhớ nha. Còn cả hai cái đều không có thì là sẽ không điều trị. Nhưng mà không làm được định lượng, không làm được HBE thì chữa luôn ha, đánh lầm còn hơn bỏ sót, tại vì do cái hoàn cảnh cái bà bầu đó không làm được cái gì cả, thì biết đâu bà rơi vô cái đám cần điều trị thì thôi mình điều trị luôn. Và cái HBG thì cũng là cái khuyến cáo cho tất cả những đứa bé mà có mẹ có HBR dương. Ở đây người ta đặc biệt là những nước mà những trường hợp mà cái tải lượng cao á, thì đương nhiên là lại càng quan trọng, nhưng mà mình chỉ cần HBR dương thì là mình đã phải chích cho bé HBG rồi nha. Còn tải lượng siêu vi của mẹ cao thì mẹ uống dự phòng, nên là phân biệt rõ ràng vậy. Còn không biết tải lượng của mẹ có cao hay không thì cho uống luôn. Thì rất là nhiều đồng nghiệp mình ở những cái nơi xa mà không, bệnh nhân không có thể nào đi làm định lượng hoặc không không làm xét nghiệm được HBE, mà chỉ biết là một cái que test nhanh là biết cái bà bầu đó có HBSAg dương tính, mà làm bằng test nhanh luôn á. Có những nơi mà quý đồng nghiệp phải gọi là tay không đánh giặc á, thì thôi chúng ta cứ áp dụng của WHO đi, thì cái WHO nó sẽ dành cho những người mà quá khó khăn, tay không đánh giặc, nó đánh lầm còn hơn bỏ sót. À, riêng cái WHO á, thì cái khuyến cáo mà ngưng trị nó hơi kỳ, nó không giống mình. Ở đây người ta khuyến cáo là ngưng trị ha, bắt đầu điều trị thì từ từ cái thai kỳ từ thứ 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 hai là cũng cũng giống mình, nhưng mà until là cho đến khi nè, ít nhất là tới khi sanh hoặc là khi hoàn tất cái quá trình chích ngừa của đứa nhỏ, chứ người ta không có để ý tới cái chuyện là 1 đến 3 tháng sau sanh để phòng ngừa bùng phát siêu vi của mẹ nha, mà người ta lại chỉ sợ đứa nhỏ thôi, là người ta khi đứa nhỏ nó hoàn tất cái chích ngừa của nó, chắc là người ta sợ, thì sợ bà mẹ là cái tải lượng siêu vi cao rồi cho con bú lây qua hay sao đó. Thì thôi cái này là mình tham khảo thôi chứ mình cũng không áp dụng theo cái kiểu này. Và một lần nữa quý vị để ý những cái dòng chữ nhỏ nhỏ này người ta lại nói nữa, tức là cái Pháp á, thì có thể sử dụng cho những người mà bị bệnh thận bệnh xương, kể cả bà bầu, ở đây nói rõ ràng là kể cả bà bầu, nhưng mà cũng lại không có gọi là sử dụng dễ dàng để điều trị trong thai kỳ. Tức là nôm na là chúng ta hiểu là lỡ mà bà bầu bà bị suy thận, bà bị bệnh xương thì đành phải chịu ha, đành phải chịu gọi là cứu mẹ hy sinh mà không 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 tính tới cái quyền lợi của đứa con á, thì là mình ưu tiên. Còn cái an toàn của táp đối với đứa bé thì cho tới bây giờ vẫn vẫn là còn dữ liệu chưa có đủ mạnh để mà khuyến cáo, thì chúng ta hiểu là như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ đưa quý vị những cái tình huống lâm sàng minh họa ha, sau khi đã bị dội bom quá trời những cái nội dung rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vô cái tình huống lâm sàng. Tình huống này thì thiệt ra nhiều đồng nghiệp cũng đã gặp rồi đó, mình đã đưa nêu ra rồi đó, nhưng mà mình có biến tấu một chút xíu, nó tùy theo tình hình. Đây cũng là một anh chàng kỹ sư ha, một anh chàng kỹ sư sống vui sống khỏe bình thường, không có bệnh hoạn gì hết, đi hiến máu phát hiện ra thì là vừa HBS vừa anti. Và ở đây là kiểm tra luôn CVC và HIV là âm nha. Rồi anh này là có một cái vấn đề là phải đi xuất cảnh, đi tu nghiệp vào mà đi một chặng tới 2 năm.
mà sắp đi tới nơi rồi, tháng tới sắp đi và lập gia đình, thì khi mà những cái đối tượng như vậy chắc chắn là họ vô cùng băn khoăn, đúng không? Cái băn khoăn đầu tiên là họ phải đi xa như vậy, mà đó thì điều kiện không có bảo hiểm y tế này nọ thì họ phải ở nhà để chữa bệnh hay không, và cái chuyện mà lập gia đình thì có ảnh hưởng gì hay không khi một người đã mang CVB. Đó là những câu hỏi mà chúng ta hay gặp. Thì bây giờ xác định có bệnh hay không thì chúng ta lưu ý là cái tình trạng nhiễm CVB thì chúng ta có là biết mang CVB, HBR anti HBC total dương rồi, nhưng mà chúng ta vẫn làm thêm cái IgM anti HBC để xác định, là tại vì mình không hề biết tiền căn trước đây của anh này, cho nên chúng ta cần xác định là anh này thật sự mới nhiễm CVB hay là đã nhiễm lâu ha. Rồi, kiểm tra lại coi là cái tại tình trạng tăng sinh của CV, cái chủng là HBE là dương hay âm. Đó. Rồi chúng ta coi cái tình trạng viêm gan, chúng ta phải tầm soát ung thư, đã mang một con CV này thì có nguy cơ ung thư, phải tầm soát ung thư, đánh giá luôn cái tình trạng sơ hóa ở mức độ nào. Tại vì như mình nói là nhiều khi bệnh nhân ở giai đoạn ổn định nhưng mà cái trận chiến nó kéo dài trong cái giai đoạn thải trừ, nó đã làm cái gan thành thương binh rồi, cho nên khi người ta chuyển qua giai đoạn ổn định, tải lượng CV thấp, men gan bình thường nhưng người ta đã xơ gan. Ha, thành ra chúng ta phải đánh giá đầy đủ hết. Thì anh này là vẫn còn ngon lành ha, vẫn là F01 thôi, và sẵn dịp đánh luôn giá luôn cái nhiễm mỡ, thì cái độ nhiễm mỡ như vậy là bình thường. Rồi những cái xét nghiệm thường quy thì đã có công gặp bác sĩ thì cũng phải kiểm hết, và cả cái rối loạn về chuyển hóa đường mỡ luôn, thì tất cả rất là may mắn đều bình thường. Tiền căn gia đình thì chưa có ghi nhận bệnh lý về gan. Thì đã cũng có một số đồng nghiệp hỏi mình là có làm IgM anti-HBC chi không? Men gan người ta bình thường tình cờ mình đi kiểm tra được, vậy chắc người ta nhiễm mạng rồi, đúng không? Thì thật ra cái chuyện đó là hoàn toàn đúng. Tức là nếu mà quý đồng nghiệp tình cờ mà phát hiện một cái trường hợp HBE ra đây dương tính mà men gan bình thường, thì tuyệt đại đa số nó là nhiễm mạng đó. Nhiễm mạng đó, bởi vì sao? Nếu mà nó nhiễm cấp IgM mà nó dương tính á, thì cái thứ nhất là cái khoảng thời gian mà nó mang CV là nó đã rất là ngắn, mà cái khoảng thời gian mà men gan nó bình thường á thì nó là gì, hoặc là nó còn quá sớm, hoặc là nó đã ổn định rồi đó. Thành ra nói chung là những trường hợp mà men gan bình thường mà tình cờ chúng ta phát hiện á thì là phần lớn là nhiễm mạng, bởi vì cái nhiễm cấp nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, và chúng ta làm một cái tình cờ cắt ngang như vậy thì chúng ta chỉ cắt được những cái mà nó diễn tiến kéo dài thôi, còn những cái khúc ngắn ngắn này không dễ gì mà mình cắt trúng đó. Đó là một cái quy luật về xác suất thôi đó. Và thật ra trước đây thì mình cũng vẫn là thực hành y như vậy đó, tức là về phương diện xác suất thì cái chuyện là nó đa số nó là sẽ là nhiễm mạng, tình cờ phát hiện men gan bình thường là nhiễm mạng, làm IgM anti HBC chi cho rắc rối tốn tiền bệnh nhân, mình cũng chủ quan như vậy. Nhưng mà cho tới khi đụng chuyện rồi mình mới giật mình và rút kinh nghiệm, thành ra là thôi cái này nó cũng không tốn kém bao nhiêu đâu, chúng ta nên làm. Tức là một người có HBR dương, anti HBC total chúng ta làm tầm soát chúng ta thấy nó dương vậy rồi đó, men gan bình thường rồi đó, chúng ta vẫn cứ làm thêm một cái IgM anti HBC nữa đi xem là người ta mới nhiễm hay là đã nhiễm lâu. À, bây giờ quý đồng nghiệp hình dung nha, giả sử cái con người này nè ha, mà quý đồng nghiệp là giả sử không làm cái IgM anti HBC khẳng định là âm, lỡ đâu anh này IgM anti HBC nó là dương thì sao, có tình huống nó xảy ra không? Có khi nào bối cảnh đi vậy nhưng mà IgM anti HBC của anh này là dương, men gan anh này vẫn bình thường, có không? Có đó. Cái đó là khi nào? Khi là anh này mới tức thì mới bị nhiễm thôi, là vẫn còn trong giai đoạn ủ bệnh, nó mới có HBS, nó mới có IgM anti HBC, nó chưa men gan, nó chưa có tăng. Cái giai đoạn là có, mặc dù nó là một thời gian rất là ngắn nhưng nó có thể xảy ra. Thành ra giả sử như chúng ta không đi tìm bằng chứng IgM anti HBC âm, chúng ta bỏ qua cái này. Chúng ta nói là bệnh nhân không có gì hết. À, chúng ta nói không có gì hết thì lỡ đâu bệnh anh này nói là nếu mà mình không làm thì mình sẽ chẩn đoán anh này là gì, nhiễm CVB không hoạt tính, đúng không? Mình không làm coi như không biết là nó là âm, mà thành ra là nghĩ là nó là âm, là nhiễm không hoạt tính, và chúng ta nói không sao hết. Nhưng mà lỡ nó là dương thì sao? Nó là dương và nó trong giai đoạn ủ bệnh thì anh này vừa đăng ký vé máy bay xong thì có thể là bị vàng da vàng mắt bùng lên, men gan tăng lên dữ dội, quay trở lại gặp bác sĩ và bác sĩ sẽ nói là viêm gan B mạn bùng phát nha. Tại vì chúng ta không làm từ đầu cho nên lúc đó chúng ta sẽ không khẳng định được. Cho nên thật sự trên đời chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Viêm gan B cấp đó, nếu mà giai đoạn đó chúng ta làm chúng ta biết nó IgM anti HBC dương thì chúng ta sẽ nói anh này là gì? Coi chừng, khoan, sắp sửa những tuần sắp tới đây anh này có thể là men gan sẽ tăng lên dữ dội, có thể là vàng da vàng mắt, bởi vì anh này đang trong cái giai đoạn đoạn ủ bệnh cũng nhiễm B cấp.
men gan giờ nó chưa tăng nhưng sau đó nó có thể tăng. Hoặc là một tình huống nữa là gì, anh này có thể là B cấp mà anh này đã qua cái đỉnh tăng men gan hoặc có triệu chứng rồi, anh này tới cái khúc đuôi chẳng hạn vậy, thì anh này cũng đâu phải là nhiễm mãn đâu, sau này biết đâu anh này thải được HBLR nha. Thành ra nói chung là trong ngành của mình đừng có đoán, cái gì có thể xác định được thì tốt nhất là nên xác định. Và hiện giờ nếu mình đã làm y cho anti-HBC âm tính như cái slide trước rồi thì mình mới yên tâm nói anh này là nhiễm không hoạt tính nha, nói yên tâm là nhiễm không hoạt tính, và như vậy là khẳng định là hiện giờ chưa có vô cái tiêu chuẩn điều trị nào hết. Giờ làm xét nghiệm định kỳ. Vậy xét nghiệm định kỳ là gì? Đây là nhiễm không hoạt tính. Rồi ngon lại cái tuổi ha, là tuổi thì cũng không đây, đây xin lỗi để đồng nghiệp ngó lại nha. Ha, thì là ở cái tuổi ranh giới nha, mình nhớ anh này là ở ngay cái tuổi ranh giới mình trên 30 dưới 30 thì anh này ở ở ngay cái mức 30, thì thôi quý đồng nghiệp muốn xếp vô là cái mức theo dõi an toàn hay là mức theo dõi cẩn thận cũng được, nhưng mà thôi ở cái tuổi này thì coi như mình có thể đánh giá vô là cái mức an toàn đi nha. Anh này sắp sửa đi nước ngoài rồi thì mình đã làm một lần định lượng siêu vi mình thấy nó thấp rồi đó nha, thì hiện giờ là mình theo dõi sát cái tình trạng viêm gan. À, thì mỗi 6 tháng mới làm tầm soát ung thư, đánh giá sơ hóa kiểm tra, và quan trọng là tư vấn cho những người trong gia đình, và nhớ là anh này là người nhiễm mãn tính cho nên là phải lôi hết cha mẹ anh chị em ruột của anh này ra kiểm tra, bởi vì có thể trong đó biết đâu mẹ anh này là nguồn lây và tất cả anh chị em là đều mang mãn tính hết rồi ha, hoặc là ông bố cũng có thể liên quan đó, thì phải kiểm tra hết. Rồi bây giờ cái chuyện lập gia đình có con thì sẽ liên quan tới tới cái vị hôn thê kia, cho nên mời cô này tới. Vì cô này là lâm sàng bình thường, chưa có tiền căn bệnh lý thì mình sẽ cho làm một cái bộ ba này để kiểm tra đúng không ạ? Thì lại lòi ra cô này là có mang siêu vi rồi, thì chúng ta cũng bắt buộc phải làm thêm một cái IgM anti-HBC để tự tin là cô này là nhiễm mãn chứ không phải là cái giai đoạn ủ bệnh của nhiễm cấp hay là nhiễm cấp gì cả. Rồi HBE thì cô này khác với anh kia là dương tính và cái tải lượng siêu vi rất là cao. Men gan thì cũng rất là ổn, tầm soát ung thư không có sơ hóa, không có tất cả mọi thứ bình thường ha. Tầm soát, tư vấn tầm soát thêm siêu vi C HIV thì không có gì cả, tiền căn thì không có, chưa có ghi nhận tiền căn gì hết. Như vậy thì cô này được xếp vô là đám dung nạp đúng không, nhiễm dung nạp miễn dịch, và như vậy thì xử trí là mình cũng theo dõi định kỳ vì cô này là HBeAg dương cho nên mình sẽ theo dõi men gan kỹ hơn là mỗi 3 tháng, và tầm soát cái ung thư là mỗi 6 tháng, đánh giá sơ hóa kiểm tra HBeAg. Rồi anh kia thì mất HBE thì mình kiểm tra HBE, còn cô này còn HBE thì mình sẽ kiểm tra HBE. Và đương nhiên cũng phải tư vấn cho cô này là cha mẹ anh chị em ruột phải lôi ra kiểm đi, bởi vì cô này có rất nhiều nguy cơ là lây từ mẹ và nhiều anh em cùng bị đó. Thì 3 tháng sau thì cô này quay trở lại tái khám. Bản thân cô này thì vẫn ổn, men gan vẫn rất là ổn, nhưng cô báo cho một tin buồn là vì mình đã khuyến cáo là cả gia đình đi kiểm tra cho nên má cô đó đã đi kiểm tra và phát hiện là bà đã bị viêm gan siêu vi B mãn, nhưng mà còn tệ hại hơn là có biến chứng ung thư gan rồi, chứ không phải dừng lại chỉ là bị đang mang cái viêm gan siêu vi mãn đang hoạt động đâu, mà bà đã rơi vô cái giai đoạn biến chứng luôn. Thì với cái tin này thì chúng đương nhiên là mẹ cô đó không có đi cùng với cô đó tới gặp bạn mà chỉ là có cô đó thôi, và báo cho mình một cái tin về tiền căn gia đình như vậy thì mình phải xử trí cho cô này như thế nào. Như vậy thì cô này bản thân cổ vẫn là người nhiễm siêu vi B mãn HBG dương thôi, nhưng bây giờ cổ cộng thêm một cái yếu tố nguy cơ ung thư trong gia đình mà quan hệ rất là gần ha, là mẹ ruột, và hơn nữa cô này cái tải lượng siêu vi rất là cao cho nên chắc chắn cô này phải được điều trị ngay ha, điều trị ngay. Và cô này thì tương lai là sắp sửa lấy chồng sanh con cho nên thôi tốt nhất là mình cho cô này uống TD TDF đi ha, TDF uống mỗi ngày, uống mỗi ngày một viên rồi, và để sau này là cổ có thể sử dụng trong 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 thai kỳ được. Bây giờ chúng ta qua cái tình huống lâm sàng thứ hai, một người thai phụ là khoảng 28 tuổi ở tuần thứ 20 của thai kỳ rồi, khỏe mạnh bình thường, gia đình thì cũng bản thân gia đình vẫn chưa có phát hiện gì hết, khi kiểm tra thì làm cái bộ ba để kiểm tra đó trong thai kỳ thì mới phát hiện là có siêu vi, có siêu vi B, tầm soát C và HIV thì không có. Làm tiếp những cái xét nghiệm thì vẫn nhấn mạnh lại là mặc dù nhìn vô đây mình có cảm giác là nó là mãn rồi đó, nhưng mà thôi mình cứ làm một cái IgM mang tiền HBC đi, có bằng chứng nó âm đi cho chắc là cô này đã nhiễm lâu nha. Rồi HBAG là có sự tăng sinh siêu vi, hàm lượng này là 3 nhân 10 mũ 5 tức là 300.000 IU, 300.000 IU/ml.
men gan cô này thì bình thường, cái hoạt động chức năng thì bình thường, siêu âm bụng bình thường, cô này đang có bầu cho nên mình cũng không đánh giá fibro hay gì cho cổ chi cho phiền. Bây giờ biết những cái chỉ số này là thấy là ổn rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu phòng ngừa cho bé sơ sinh. Thì rõ ràng cô này là trên 200.000 IU ml, cho nên cô này phải uống từ tuần thứ 24 trở đi ha, càng sớm càng tốt. 24 cũng được, 28 cũng được, nhưng mà phải là từ tuần 24 cũng rồi, duy trì 1 đến 3 tháng sau sanh và HBG tiếp tục sơ lịch. Thì nói tóm lại, trong cái buổi hôm nay thì có những cái nội dung nó nhiều thứ lắm, nhưng mà mình xin quý đồng nghiệp trong thực hành lâm sàng mình cần nhớ một vài điểm chính thôi. Tức là những người chưa đủ tiêu chuẩn điều trị thì quý đồng nghiệp nên đừng có chủ quan, phải theo dõi chặt chẽ. Và mỗi mỗi người đó thì tới với quý đồng nghiệp thì quý đồng nghiệp xếp vô ba cái slide, con nó nằm ở cái slide nào ha, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, thì để cho mình dễ dàng cụ thể mình cần theo dõi cái gì ở trên người đó. Và đối với những cái đối tượng đặc biệt thì chúng ta sẽ chọn lựa thuốc sao cho phù hợp. Và lưu ý đặc biệt là những đồng nghiệp mà có thể phải sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch ha, trên bệnh nhân, thì chúng ta nhớ là cái bộ ba tầm soát như vậy là chưa đủ. HBS, anti HBS và anti HBC dù nó âm cả ba vẫn chưa đủ, tốt nhất là làm thêm một cái định lượng DNA HBV để đừng bỏ sót cái trường hợp thể ẩn mà nó không có phản ứng huyết thanh dương tính. Để chứ mình bỏ sót cái trường hợp đó là coi như công sức mình điều trị cái bệnh ác tính của bệnh nhân là nó đổ sông đổ biển hết. Cái chuyện nó rất là quan trọng. Và nếu mà đồng nghiệp lan tỏa cái thông tin này đối với những cái đồng nghiệp khác trong lĩnh vực đó càng tốt, bởi vì mình theo mình biết là cái thông tin này ít người để ý lắm ha, ít người để ý, em chỉ làm bộ ba đúng theo phác đồ mà âm hết là thôi tự xử, có liên quan gì tới điều trị dự phòng cả, thì cái động tác đó là thiếu sót rồi. Và cái cuối cùng mong là tất cả chúng ta dù ở vị trí là làm có làm nhiễm làm nội hay gì, hoặc là làm ở lĩnh vực khác, thì chúng ta cũng nắm được cái chuyện phòng ngừa lây nhiễm từ mẹ qua bác sơ sinh. Và chúng ta gặp một cái bà bầu nào đó hoặc là người quen người thân mình thì chúng ta đều có một cái kế hoạch phòng ngừa thật là an toàn, để cho những cái bà mà bà bầu mang CVB chắc chắn sẽ sanh ra những đứa bé có bị lây nhiễm CVB. Và cái nếu thực hiện đúng là cái niềm tin đó là chắc chắn luôn, nó gần như là 100% quý đồng nghiệp sẽ thành công. Thì nói về cái chuyện điều trị CVB đó thì mình thấy nó mỗi ngày chỉ uống một viên thuốc thôi, bệnh nhân thấy nó vô cùng đơn giản, thuốc thì nó cũng không có tác dụng phụ gì, nó cũng không quá mắc tiền ha, thậm chí như mình nói lãnh bảo hiểm chỉ có vài chục ngàn, nó rất là bằng phẳng, nó rất là dễ đi. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta không thấy cái đích đến, bệnh nhân cũng không thấy cái đích đến, không thể xác định được à, tôi uống mấy năm bác sĩ không trả lời được ha. Thành ra mình phải gọi là vỗ về cho bệnh nhân làm sao cho họ thoải mái, giống như mình hình dung cái con đường vậy, nhìn rất là đẹp êm đềm vậy đó, mà không biết nó lắt léo nó đi tới đâu, thì thôi mình cho người ta cái ghế ngồi nghỉ chân, cho người ta cái bóng mát để người ta thấy còn thoải mái, để em cho người ta đi đi thì không biết khi nào tới đích, nhưng không biết cái đích đến là nó chỗ nào. Rồi, xin cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp cho tới giờ phút này. Dạ xin mời bác sĩ Khanh, bác sĩ Khanh xuất hiện rồi ạ. Vâng, cảm ơn cái chia sẻ của cô Hà. Xin phép giới thiệu với quý bác sĩ, thì hiện tại thì bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh chính là giám đốc của bệnh viện Lê Văn Thịnh ạ. Thì bác cũng đã tham gia rồi, thì giờ em cũng xin phép mời bác Khanh chia sẻ đôi điều với cả quý bác sĩ cũng như là cô Hà. Dạ thưa cô Hà, Nguyên là bác sĩ điều trị của bệnh nhiệt đới, cũng là giảng viên bộ môn nhiễm của Đại học Y khoa Ngọc Thạch. Kính thưa bác sĩ Khanh, kính thưa các đồng nghiệp, quý thầy cô tham gia trong cái buổi thảo nay, thì hôm trước thì cũng có ý kiến nhưng mà vì lý do kỹ thuật không có hỏi được cô Hà, nên thì hôm nay thì rất là may mắn được cô Lộc kết nối, được trao đổi với cô, vì thời gian cũng hơi lâu rồi chưa gặp được cô Hà, cũng là Nghe học nghe trò của giọng thấy cố nhân á, phải không? Là giọng cố nhân phải không? Thôi cho do nhìn đó mặt dung nam cố nhân luôn không? Coi có do đúng đó phải thì cố nhân không? Dạ, cô ơi, hiện em tại chưa thì có nếu mở mà được cái bác camera, sĩ chưa mở được nếu mà cái ở là người tham gia thì không có mở được không có camera, mở để được các bác sĩ chỉ mở mic à, được không thôi. có à, rồi này. do đó thì hôm nay thì gặp cô cũng là cái cơ hội để như hội chẩn đó, cũng là học hỏi thêm những cái câu hỏi mà khó từ xưa giờ mà chúng ta cũng hay gặp, mà hôm nay có cô thì giải đáp. Thì cũng báo cáo với cô Hà, thì bệnh viện Lê Văn Thịnh thì có phó giáo sư Nga người hỗ trợ chuyên môn cũng như là cố vấn mọi mặt
hoạt động chuyên môn cho bệnh viện Lê Văn Thịnh. Thì vì lý do sức khỏe của cô, do đó thì là ban giám đốc cũng như bác sĩ Khanh đã nhã ý là mời cô, thì hôm nay thì được cô giảng. Thì mong rằng trong thời gian tới thì được cô tiếp tục hỗ trợ cũng như là tiếp tục giảng bài những tình huống cũng như là về chuyên khoa sâu của bệnh gan. Vì bệnh viện Lê Thịnh cũng đã được cấp CME cũng gần 2 năm nay rồi, đào tạo tất cả các chuyên khoa đó cô. Thì thời gian tới thì mong cô tiếp tục đồng hành với chúng em cũng như là anh em của bệnh viện Lê Văn Thịnh. Và hôm nay thì em có mấy câu hỏi thì cũng hỏi cô rằng là hỏi ra thì cũng để là mình trao đổi chuyên môn cho các đồng nghiệp để mà ghi nhận những tình huống này để đối phó với những bệnh nhân là khó tính cũng như là tình huống mà xử trí liên quan đến bảo hiểm y tế. Thì em cũng có tình huống là một bệnh nhân á cô, thì cũng đã được tiêm ngừa nhiều lần, do đó thì bệnh nhân này mới báo với em, bác sĩ em chích ngừa nay là 6 mũi rồi mà không có kháng thể viêm gan CVB. Thì em mới nói thôi em phải đi khám chuyên khoa gan đi, cái này là có thể là viêm gan tiềm ẩn, cần phải là được các bác sĩ chuyên sâu về gan thì mới là kiểm tra kỹ cho em. Thì em cũng kính nhờ cô thì có những lời khuyên cũng như là hướng dẫn về chỉ định cũng như theo dõi cho người bệnh này cho các đồng nghiệp của mình cũng như là các học trò của cô trong cái nhóm của mình. Câu hỏi thứ hai thì liên quan đến tình huống là một bệnh nhân là 32 tuổi nữ, lâm sàng ổn định, trước đây không có dấu hiệu vàng da vàng mắt hay sốt gì hết. Cô này là một cái nhân viên nhà hàng có uống rượu bia rất là nhiều, thì tình cờ thì cô đi khám bệnh nhân dịp là kiểm tra sức khỏe tổng quát, được bác sĩ của bệnh viện tuyến trên bệnh viện của ung bướu á, siêu âm thì theo dõi u gan phải. Thì do đó nhân chuyến công tác của bệnh viện Lê Văn Thịnh thì khám sức khỏe tại một cái tỉnh ở ven của thành phố Thủ Đức, thì được lãnh đạo bệnh viện cũng như anh em trong đoàn công tác thì thôi đề nghị em đến bệnh viện đi, bệnh viện hỗ trợ khám cho em. Thì sau khi được thăm khám thì em thấy lâm sàng không có gì đặc biệt, do đó chỉ định siêu âm bụng trên cơ sở cái men gan bệnh nhân là AST ALT tăng gấp đôi gây tăng 120. Thì em nghĩ đến là có một cái tượng bất thường về gan, do đó em cho siêu âm và các xét nghiệm mặt cơ viêm gan siêu vi. Thì kết quả viêm gan BC thì âm tính, không có kháng thể, men gan cao. Và siêu âm bụng thì bác sĩ siêu âm là theo dõi u gan phải, u mạch máu gan đó cô. Đó, bệnh nhân thì khi mà tiếp nhận được cái siêu âm này kết hợp với những siêu âm lần trước của bệnh viện bạn trước ấy, thì bệnh nhân táo quả rồi, bệnh nhân tái mặt, bác sĩ ơi em bị ung thư. Do đó thì em Không có chắc nhà. gan chờ Chờ đi, chờ đi mấy giờ mà. cũng chắc ngang bệnh nhân rằng thì cái siêu âm này là AFP của em không có cao, do đó thì cái này chỉ là hiện tượng u mạch máu gan thôi, cho nên vấn đề ung thư gan thì để bác sĩ sẽ tiếp theo cho em sẽ có lời khuyên. Thì nhưng mà cái lần tiếp cận đầu tiên của bác sĩ trước thì họ đã dán cho bệnh nhân một cái câu là kết luận là ung thư gan rồi, do đó thì bệnh nhân này rất là lo lắng về bệnh ung thư gan của mình. Sau khi được em thăm khám thì bệnh nhân là vẫn còn lo lắng về tình trạng ung thư. Thì qua cái tình huống trên cái cơ sở tình huống này thì em mong cô có cái hướng hướng dẫn cho tụi em về cái tình huống này. Em cảm ơn cô. Cảm ơn bác sĩ Công. Nhưng mà mấy cái này chắc là phải nên viết ra cái file Word á, là tại sao cái bệnh nhân thứ nhất á, nói chung chung vậy thôi, nhưng mà mình phải biết là toàn bộ cái quá trình bệnh nhân 6 lần chích ngừa á, thì bệnh nhân đã được làm xét nghiệm gì, đã được làm xét nghiệm gì đó, thành ra là có thể là bác sĩ Công chịu khó viết thành ra là để cái tình huống này là mình sẽ phân tích cho các đồng nghiệp luôn, tức là có được làm bộ ba không, hay là chỉ làm HBR hoặc là anti-HBS thôi. À, cái mình đang băn khoăn nãy giờ hỏi bệnh nhân là không biết bệnh nhân này có anti HBC không á. Vấn đề là không có được làm anti HBC không. Đó, rồi từ cái đó có hay không có thì mình mới mới truy ra tiếp là có phải là nhiễm, tại vì nó sẽ rơi vô cái bài biện luận của bài lần trước đó.
nó sẽ rơi vô những cái tình huống là tại sao không tạo ra được kháng thể ha. Thành ra là nếu giả sử như mình cảm giác là bệnh thì chắc không làm anti HBC quá à. Chỉ làm HBS với anti HBS âm rồi lôi ra chích ngừa quá à. Thì nó sẽ Dạ rơi đúng. vô tình huống là mình mở lại cái bài cũ nha quý vị. Bài cũ mình có một bài cái tình huống là gì, HBS AD âm, anti HBS âm, chỉ có đơn thuần anti HBC total nó dương thôi. Thì đó, trong tình huống đó mà chích hoài không tạo ra kháng thể thì nó sẽ rơi vô tình huống B và tình huống C. Tình huống B là một trường hợp nhiễm siêu vi B thể ẩn. Tình huống C là một tình huống đột biến gen S. Đột biến gen S thì giữa hai cái đó sẽ khác nhau. Nếu là nhiễm siêu siêu B thể ẩn thì cái tải lượng siêu B thì nó không có cao. Nhưng mà nếu là đột biến gen S á, tức là mặc dù HBS âm tính nhưng mà tải lượng nó cao. Đó là lúc đó là có chuyện đó. Thành ra là phải cụ thể cái trường hợp bệnh nhân đó. Và nếu mà bệnh nhân đó mà chưa làm thì bác sĩ Lý có nhiệm vụ, bác sĩ Công có nhiệm vụ phải cho bệnh nhân đó làm lại bộ ba đầy đủ đi rồi mới nói chuyện tiếp được ha. Thành ra mình nói là thật sự không biết khi nào phát đồ của bộ, mà quên nữa, phát đồ của Bộ Y tế nói gì kệ phát đồ chứ, tại vì cái chuyện tầm soát đâu có tính bảo hiểm đâu hè. Nếu bảo hiểm không trả thì mình làm theo nguyện vọng của bệnh nhân và mình làm theo cái chỉ định của mình, tại vì tầm soát theo mình biết là không có bảo hiểm nào trả hết đúng không, chỉ có bệnh thì bảo hiểm mới trả thôi. Nếu như vậy thì mình cứ việc tầm soát bộ ba, đằng nào bệnh nhân cũng trả, mình đâu có sợ bị xuất toán gì đâu đúng không. Còn khi nào mình điều trị á, mà mình xài tiền bảo hiểm để mình điều trị hay mình chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân đó thì lúc đó mới tính cái chuyện xuất toán của bảo hiểm, tức là mình có xài bảo hiểm thì mới xuất toán. Còn có chuyện kiểm tra bộ ba là đúng không, à theo mình biết là kiểm tra sức khỏe là đâu có được xài bảo hiểm, không xài thì cứ cứ đâu có bị xuất toán gì đâu mà sợ, là cứ làm bộ ba cho bệnh nhân nha. Thành ra cái bệnh nhân của bác sĩ Công là coi như trả lời rồi nghe, là phải làm Dạ. bộ ba là mới nói chuyện tiếp, mà khả năng nhiều nó sẽ rơi vô là cái trường hợp là chỉ duy nhất có anti HBC dương tính á, thì mình mở lại cái bài lần trước, cái slide lần trước có cái mục đó mình coi. Và khả năng nhiều là rơi, mình nghĩ là bệnh nhân rơi tình huống B. Tình huống B thì còn đỡ, nó chỉ nhiễm thể ẩn thôi. Lỡ là tình huống C, tức là nhiễm đột biến mà nó có tổn thương gan mà mình không chữa cho người ta, mình cứ đè người ta ra đi chích ngừa là mới tội lỗi á. Rồi còn tới cái cô kia thì chỉ nghe bác sĩ Công nhá lên cái là RDT 120 thôi, nhưng mà AST với ALT thì đứa nào tăng nhiều hơn phải cụ thể ra. Tại vì nếu cô này mà rượu bia đó, nếu cô này là rượu bia thì cái AST nó sẽ tăng hơn ALT, thậm chí ALT tăng không nổi luôn. RDT là đã thấy của cô này là tăng rồi đó, nhưng mà vấn đề còn ASCLT thì đứa nào tăng nhiều hơn ha. Nếu ALT mà gần như bình thường chỉ có ASCLT tăng thì đúng là tội cô này uống rượu rồi đó. Thì muốn bảo vệ cái gan, bây giờ cô này chưa ung thư nhưng mà uống rượu hoài, một ngày xấu trời nào đó cổ cũng sơ hóa, cổ cũng ung thư, phải hù cổ tự giờ nha. Rồi chuyện thứ hai, giả sử dù cổ cũng uống rượu, ở đời nó cũng khổ lắm, không phải ai uống rượu cũng bị tổn thương gan do rượu nha, thật sự là vậy. Tức là thứ nhất là nó tùy thuộc vô cái cơ địa mỗi người, cái nồng độ rượu đương nhiên người ta cũng khuyến cáo tới mức là gì, là trên 140 gram một tuần đối với nữ là tổn thương gan, nhưng mà không có phải là luôn luôn là như vậy đúng không. Cho nên là không phải hễ cứ mình thấy người ta uống rượu bây giờ mình trồng cho người ta một cái là tăng men gan do rượu bia, mà mình phải nhìn kỹ là đúng là nó có phải tăng men gan do rượu bia hay không. Thì nhắc lại cho quý đồng nghiệp ha, đổ tội cho rượu bia là tiêu chuẩn thứ nhất là gì, cái RDT là tăng, đặc biệt tăng sớm nhất, tăng nổi bật, thậm chí là hai cái kia chưa tăng nó đã tăng rồi. Chuyện thứ hai là AST bao giờ cũng phải ưu thế từ gấp đôi trở lên so với ALT, và ALT hầu như không tăng, thậm chí là bình thường mà thậm chí còn thấp nữa, tại vì nó bị rượu ức chế mất rồi nha. Rồi còn nếu mặc dù cô đó uống rượu bia nhưng RDT cũng tăng nhưng mà ALT lại ưu thế hơn AST thì cái câu chuyện nó lại ở khác. Đừng đổ tội cho rượu bia mà ngó lại cho cô này có gan nhiễm mỡ không, cái tổn thương gan nhiễm mỡ mà không phải là do rượu à, không phải do rượu vai trò chính mà do cái rối loạn mỡ, rối loạn đường gì đó, bác sĩ Công sẽ coi lại nha. Còn ở trên đời một cái nữa là đừng bao giờ mình nói bệnh nhân không có gì, mình không có hù người ta để nổi người ta tuyệt vọng, nhưng mà đừng có bao giờ, nhất là một người mà uống rượu như cô này, bác sĩ Công đừng nói ta không có gì, phải hù chút cho sợ nha, hù chút cho sợ, cho đừng uống rượu nữa chứ đừng nói không có gì. Mà trên đời đâu có nói hôm nay bác sĩ Công nói không có gì, lỡ 6 tháng sau cổ có gì thì sao. Cho nên đừng bao giờ nói không có gì, sẽ có thể có gì đó em ơi nha, em phải cẩn thận chứ, hết em đừng uống rượu bia nữa. Còn cái AFP thì mình sẽ theo dõi, rồi cái khối kể cả là bướu máu đi nữa, tùy theo kích thước, chứ nếu nó đột ngột nó tăng kích thước, nó tiến triển khác thường thì sao. Cho nên đừng bao giờ chủ quan nói không có gì, phải có gì để người ta còn sợ, người ta còn tái khám, người ta còn theo dõi ha. Cảm ơn cậu.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Công ạ. Thì em cũng xin phép là đang còn hai bác sĩ nữa muốn được chia sẻ, thì em xin phép là các bác sĩ xin thêm khoảng tầm 5 phút nữa để cho hai bác sĩ cũng đã giơ tay rồi, thì để các bác sĩ có chia sẻ cái tình huống lâm sàng của bản thân luôn. Thì bác sĩ tiếp theo đã mở mic sẵn rồi, là bác sĩ em xin phép đọc theo đúng cái tên hiển thị ở trên Zoom là bác sĩ Nguyên Trần ạ. Dạ, mời mời bác sĩ chia sẻ ạ. Dạ, alo, tôi nói nghe được không ạ? À, dạ vâng, nghe Dạ, rõ ạ. dạ em chào cô, chào quý đồng nghiệp. Em có một câu hỏi như thế này. Dạ, xin giới thiệu tên chính thức luôn rồi, chứ này nó mơ Dạ, hồ lắm, em không biết. là bác sĩ Kim Nguyên, thưa cô, là cái người gửi Zalo cho cô về câu À, hỏi chưa? dạ, là tên Nguyên. Đây. Dạ, dạ thưa Dạ, cô, chào bác sĩ Nguyên. em đặt trường hợp, em đã từng gặp rồi, là bệnh nhân nữ đang được điều trị phối hợp Entecavir và TDF. Có lẽ trước đó bệnh nhân đã được đánh giá là kháng thuốc, do đó bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới quyết định là điều trị bù đôi như thế này. Sau đó thì trong khoảng 1-2 năm sau thì tình trạng bệnh nhân, cái gan nó ổn, cái viêm gan, tức là tải lượng virus giảm, men gan ổn và bệnh nhân có thai. Thì bây giờ cách xử trí là như thế nào? Bệnh nhân đang dùng bù đôi như vậy, và nếu mà mình ngưng entecavir thì nó có nguy cơ là bùng phát lại hay không ạ? Thưa cô hết. Cái trường hợp đó đúng ra là mình phải truy truy ra là tại sao bệnh nhân được phối hợp nha. Thành ra cái chuyện đó nói chung là mình hơi lật ngược vấn đề, và bác sĩ nhiệt đới thì cũng có thể là không phải là mình nói là sai, nhưng mà lỡ bệnh nhân che giấu sự thật, ví dụ lúc đó bệnh nhân không tuân thủ, bệnh nhân nói dối bác sĩ là bệnh nhân uống thuốc, em uống thuốc đàng hoàng lắm bác sĩ, các bác sĩ quất trần cái chẩn đoán mà kháng thì sao, đúng không? Thành ra cho nên là cái chuyện bệnh nhân có kháng không, như mình nói cái chuyện kháng tenofovir nó hiếm cực kỳ luôn, mình nói là mình mấy chục năm rồi đó mà mình chỉ cần số bệnh nhân mà gọi là không phải là kháng mà chỉ là đáp ứng hơi kém, chỉ đếm không có hết cái bàn tay của mình nữa đó, thật sự đó. Mà trên thế giới họ cũng đều nói như vậy, cái chuyện kháng tenofovir là hết sức thận trọng khi mình nói chuyện đó, tại vì hiếm vô cùng, mà cùng quá thì nó chỉ gọi là đáp ứng hơi kém thôi, thì có nhưng mà kháng hẳn thì cực kỳ hiếm. Thì đáp ứng hơi kém là hai cái đột biến lúc nãy mình nói thì nó sẽ là đáp ứng trung gian. Rồi bây giờ giả sử như là chuyện đúng đi, đó là ý là mình nói là chưa chắc đúng nha, giả sử như là chuyện đúng chứ là đáp ứng trung gian thôi, thì đúng là đáp ứng trung gian thì có thể là mình phải phối hợp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu bác sĩ Nguyên có thể theo dõi kỹ được cái bà bầu này thì mình phân tích cho bà bầu này biết là vì cái thế hệ tương lai thì cái thuốc Entecavir là rõ ràng là không có sử dụng trong thai kỳ được, mà hiện giờ cô này cũng đang rất ổn, mà bằng chứng về kháng thuốc của cô này thì mình phải truy ra, mà nếu không nữa, không mơ hồ nữa thì lại càng không không có vì cái chuyện mà kháng thuốc mà mình bắt đứa nhỏ, một cái bào thai nó phải chịu đựng một cái thuốc vô lý như vậy. Thành ra không có gì hết, bác sĩ Nguyên giải thích đủ cho bệnh nhân và người ta đủ tin tưởng bác sĩ Nguyên để người ta tuân thủ tái khám, bỏ đi, bỏ tecavir đi, và bác sĩ Nguyên sẽ theo dõi sự thật nó sẽ hiện ra trước mắt mình thôi. Nếu mình bỏ cái đó đi, mình theo dõi đầu tiên là bác sĩ định lượng nó, định nếu sang nữa thì là mình có thể định lượng mỗi tháng, còn nếu mà mắc tiền quá, tội nghiệp bệnh nhân quá thì bác sĩ Nguyên sẽ theo dõi xét men gan mỗi tháng rồi 3 tháng định lượng cũng được. Nhưng mình nói trước là thật ra khi mà người phụ nữ họ có thai á thì cái men gan nó không có phản ánh đúng đâu nha, tại vì thường nó không có tăng, men gan, tại vì nó có cái hiện tượng là người ta nói dung nạp nó chết, nhưng mà nói chung là cái men gan trong thai kỳ thì xu hướng nhìn chung trong cái quãng đời thì nó sẽ hơi 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 thấp hơn cái sự thật một chút. Thành ra tóm lại trường hợp đó thì bác sĩ Nguyên hỏi cho kỹ, hỏi cho ra lẽ, tư vấn cho bệnh nhân là bác sĩ Nguyên đứng trên quyền lợi của đứa nhỏ, và vì cái chuyện mà của mẹ nó hiện tại bây giờ cũng khá ổn, quá khứ thì cái chuyện kháng thuốc cũng không chắc, cho nên thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau thử. Đương nhiên bao giờ cũng ưu tiên cứu mẹ, có mẹ thì mới có con. Cho nên nếu trong quá trình mình theo dõi mà mình thấy rõ ràng là siêu vi nó bùng lên, men gan nó tăng lên thì thôi chấp nhận là phải cứu mẹ, tức là phải quất hai thứ thuốc để cho mẹ yên ổn, rồi còn đứa bé tính sau. Còn nếu mà chúng ta theo dõi thiệt xác mà chúng ta thấy men gan vẫn ổn, tải lượng siêu vi vẫn ổn thì tội gì bắt đứa nhỏ nó phải lãnh cái entecavir trong thai kỳ ha. Ta quan trọng là cái nghệ thuật mình giải thích cho bệnh nhân hiểu để bệnh nhân đồng ý hợp tác và theo dõi với mình thôi. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nguyên. Thì chắc là bây giờ em xin mời bác sĩ Nga. Em thấy thì bác sĩ Nga đã giơ tay khá lâu rồi, mời bác sĩ Nga mở mic ạ. Em có gửi yêu cầu mở mic, bác sĩ Nga mở mic để chia sẻ cùng mọi người ạ.
sẽ nghe có ủa hình như là cô thấy cái tay hình như là đưa xuống rồi á, là phải không? Có thể bác sĩ Nga giơ tay nhầm hay bấm nhầm nút giơ tay không? Bây giờ thì Dạ cũng có thể ạ. Huy À, em thấy bác Huy hồi nãy lúc mà bác sĩ Nguyên hỏi câu hỏi thì bác Huy cũng có giơ tay. Thì không biết là bác Huy à có bổ sung gì không, thì bác Huy có thể tự mở mic được đấy ạ, tại vì em đã mở quyền cho bác rồi. dạ mời bác Huy ạ. Hiện giờ cô không thấy bác Nga giơ tay nữa đúng không, là cô chỉ thấy bác Huy thôi. Alo. Dạ rồi, chào anh Alo Huy. cô. Dạ chào cô. Thưa cô và các bạn đồng nghiệp, thì cô xin góp ý về cái trường hợp mà cái cô gái mà uống rượu nhiều đó, mà phát hiện có một cái khối u ở gan đó, rồi có một đồng nghiệp nói là bị ung thư gan đó, thì đề nghị là có thể là chụp một cái CT bụng. Một cái CT bụng nó sẽ nhạy hơn, nó tốt hơn với cái độ độ đặc hiệu đối với một cái siêu âm. Thì là có thể mình làm thêm một cái chụp một cái CT bụng thì có thể cho mình thêm một cái chẩn đoán có ích hơn. Thì xin hỏi cô à, là chúng ta trở lại cái sơ đồ mà chu trình tăng sinh của HPV thì Dạ tức là để mình xem lại cái hình phải không? Ý ý anh Huy muốn xem lại cái hình dạ cái chỗ không mà ạ, không cái sơ đồ thì em có ở đây rồi, coi trên cái bản bản in thì có thấy ở đây rồi. Thì đối với một người mà bị nhiễm siêu vi B đó, không có điều trị, lớn tuổi, được theo dõi nhiều năm, thì HBsAg nó đều dưới ngưỡng, HPV DNA cũng dưới ngưỡng, men gan bình thường, siêu âm gan cũng tốt, ALT cũng tốt, nhưng mà mình vẫn cứ phải theo dõi. Thì bây giờ xin hỏi cô là mình nên theo dõi bằng cái HPV DNA hay là cái HPSAG định lượng, hoặc là cả hai? Đó là thứ nhất. Cái câu thứ hai ở đây tức là mình trở lại sơ đồ chu trình tăng sinh của HPV đó, thì ở trong đây người ta của cô in là cái HBsAg định lượng và cái HBCRAg nó phản ánh sự tồn tại của CCC DNA. Nhưng mà mình nhìn trong cái sơ đồ này đó thì thấy rằng thực tế cái CCC DNA nó cũng ảnh hưởng đến cái HBV DNA, bởi vì trong đó có một phần nó lại tái tạo trở lại thành cái thể đan. Đó, quay một hồi thì nó lại cũng có cái thể đan. Mà chính khi có cái thể đan này đó thì nó lại xâm nhập vào cái nhân của tế bào gan và nó lại làm cho cái số lượng của ccDNA nó cũng tăng lên. Đó thì như vậy thì có phải rằng là cái định lượng HBsAg và cái HBCRAg nó không phản ánh đúng cho cái ccDNA hay không? Thành ra khi mà mình theo dõi đó thì mình sẽ theo dõi cái cuối cùng thì mình nên theo dõi cái HBsAg định lượng hay là cái HPV DNA hay là cả hai. Dạ xin cô cho em biết. Cái vấn đề là mình theo dõi là mình sẽ chọn cái gì là nó nhạy nhất, chứ chắc chắn là cái DNA CCC là nó tạo ra toàn bộ cái khối đó rồi đó Huy. Nhưng mà lúc nãy anh Dạ. Huy hỏi thì mình cũng không nghe rõ là ý anh Huy hỏi là một cái người chưa điều trị hay là chưa từng Chưa điều điều trị, trị. à Dạ chưa chưa từng điều từng trị. điều trị. Chưa Chưa từng điều từng trị điều thì trị. nó sẽ rơi vô cái, tức là nếu người lớn tuổi thì nó sẽ rơi vô cái tình huống thứ ba, tức là trên 30 tuổi rồi đúng không? Trên 30 tuổi nó sẽ Dạ. rơi vô thứ ba. Thì trên cái tình huống thứ ba đó thì chúng ta sẽ, tại vì cái xét nghiệm định lượng là cái xét nghiệm quyết định là siêu vi có tăng sinh hay không để chúng ta cho chỉ định điều trị nó, nhưng mà nó lại rất là đắt tiền. Còn cái HBsAg là cái QHBsAg, cho là QHBsAg luôn đó, thì nó cũng không mắc mắc bằng cái định lượng đâu, nó chỉ có 300 ngàn hay 500 ngàn thôi. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ rất là nhạy, rất là nhạy, là rất là chính xác để anh khẳng định là coi như cái tình trạng siêu vi B nó còn tồn tại hay không trong cái cơ thể người đó. Tại vì nó có thể tồn tại nhưng mà nó không có tạo ra DNA HPV.
ha, nó phiên bản ở một mức độ nào đó nó chỉ tạo ra được HBLD, nó có thể không tạo ra DNA HBV ra, tại vì khi tới DNA HBV là cái hoạt động phiên bản của DNACC nó đã đủ mạnh rồi đó, nó đã đủ mạnh thì nó mới có là tới cái DNA HBV. Thành ra thông thường đó là mình theo dõi mình phải chọn là thứ nhất là cái gì nó đủ nhạy và cái hai nó đủ rẻ để mà mình theo dõi định kỳ được. Thì như vậy nếu người ta ngay từ đầu anh làm một lần thôi, em biết là cái tải lượng nó đã dưới 2.000, tức là nó không cao, bệnh nhân này HBE AD có thể dương có thể âm gì đó, nhưng mà chắc chắn là HBE AD là nó dương, thì anh sẽ theo dõi tùy theo là HBE còn dương thì anh theo dõi HBE, mà nếu HBE AD nó đang thì anh theo dõi HBS, đó là theo dõi để coi nó còn dấu vết của con CVB hay không. Còn quyết định điều trị hay không thì bắt buộc mình phải theo dõi bằng cái chỉ số men gan. Thế nên nếu anh thấy men gan mà nó có biến động, nó tăng đó, men gan nó tăng thì chỉ cần tăng theo kiểu nào thì tùy mình luôn, tăng theo ngưỡng của phác đồ của Bộ Y tế hay là tăng theo ngưỡng của WHO. Theo ngưỡng của WHO thì chỉ cần nữ trên 19, nam trên 30, và chỉ cần bắt gặp hai lần như vậy là mình có chỉ định làm cái định lượng SUVi trên 2.000 là mình điều trị, tức là điều điều trị chuẩn là bệnh nhân không có bệnh gì kèm theo hay gì đó, còn nếu có bệnh kèm theo thì mình lại có chuyện khác đó. Thành ra anh nhớ là cái định lượng DNA, đương nhiên là cái DNACCC là nó bao gồm nhiều thứ, và nếu anh để ý thực ra HBCRAG thì trong đó cũng bao gồm cả cái nguyên cái phức hợp đó, mà nó dương tính là có thể nó dương tính ở thành phần DNA luôn á. Cái đó. Nhưng mà thật ra thì DNA mình bỏ thuốc vô thì chắc chắn là DNA nó đã không có rồi, cho nên nó nhạy là ở chỗ là nó còn thêm cái thành phần mà P20CR đó. Cái đó thì nó mới là cái phần dấu vết còn sót lại khi mà mình đã bỏ thuốc, mình đã ức chế DNA xuống rồi, HBeAg nó đã âm tính rồi, mà tại sao HBCRAg nó còn dương thì nó là dương tính ở cái phần mà cái protein PCR22 đó. Thành ra là anh Huy sẽ coi lại cái kỹ cái slide mà mình chia sẻ cái tình huống số 3 thì anh sẽ có câu trả lời, và mình sẽ và khi nào mà anh bắt gặp là nó có những cái tình huống sơ hóa nó tăng lên hoặc là men gan nó tăng lên thì lúc đó mình mới làm cái định lượng. Chứ còn cái định lượng làm định kỳ thì chỉ khi nào là anh áp dụng theo cái phác đồ của Bộ Y tế, tức là nó tăng lên hơn bình thường mà nó chưa gấp 2 lần thì Bộ Y tế chưa cho điều trị, tăng trên bình thường mà chưa gấp 2 lần thì chưa có điều trị liền mà phải bắt gặp 3 lần như thế và kèm theo cái tải lượng siêu vi là trên 20.000 thì mới được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Thì lúc đó là khoảng 6 tháng đến 12 tháng anh xem xét định lượng DNA HBV, cái chữ xem xét trong 3 dòng của Bộ Y tế là cái chữ xem xét là ở chỗ đó đó, tức là nó lưng chừng men gan nó nghi ngờ rồi, nó để rơi vô cái tiêu chuẩn có thể điều trị nhưng với điều kiện nó phải kèm theo cái bằng chứng của tải lượng siêu vi thì mới điều trị. Còn men gan nếu tăng gấp đôi mình định lượng ra siêu vi thở tiêu chuẩn điều trị thì mình điều trị là điều trị luôn rồi. Dạ, cảm ơn cô.